Đại vận thông thiên chương 163, ca khúc bất hủ, 1. Lý Hải Hà xem trọng đối với trường hợp hoang là có lý do, tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, tỷ lệ nghe đài thứ 5 thuận lợi phá tứ, hơn nữa trực tiếp đạt tới 4. 4. Không hề nghi ngờ đã làm mới tỷ lệ nghe đài cao nhất đài phát thanh bằng thành năm nay. Dọc theo đường đi có bạn phát lại cùng thời điểm với cậu tỷ lệ nghe đài rơi đến 0.9, kênh giao thông quyết đoán đưa ra quyết định, ngay hôm đó dừng phát lại, Chủ nhiệm La Bồi Hồng tuy là nữ, nhưng phong cách làm việc luôn luôn lấy sát phạt quyết đoán nổi danh. Nếu nói phát lại giữa trưa đã bị tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ trùng kích, thì tỷ lệ nghe đài trực tiếp sáng sớm cùng buổi tối cũng xuất hiện đi xuống trình độ khác nhau. Tỷ lệ nghe đài mới nhất biểu hiện, dọc theo đường đi có bạn, sáng sớm thứ năm tỷ lệ nghe đài 2.5, buổi tối tỷ lệ nghe đài 2.7, đổi thành chuyên mục khác có lẽ là một thành tích không tệ, nhưng đối với chuyên mục trọng điểm này mà nói, quả thực chính là thất bại. Lâm Tiểu Phượng quá khứ ở kênh tin tức, Tiểu Phượng giúp bạn hỏi tỷ lệ nghe đài hàng năm duy trì ở ba. Trở lên, hiện tại đổi sang kênh giao thông, hơn nữa tiêu phí lớn mời từ đài vân cản đến người dẫn chương trình hot là phong quân để phối hợp với cô, sao lại không linh như vậy? La Bồi Hồng thành công cũng không phải không có đạo lý, bà ở sự nghiệp chấp nhất hơn nhiều so với đa số người, tìm đến từng số phát lại tiết mục của trường hợp hoang, nghe hết toàn bộ một lần còn riêng đi hiện trường lặng lẽ quan sát trường hợp Hoang công tác La Bồi Hồng cho rằng làm người dẫn chương trình mà nói trường hợp Hoang không tính là chuyên nghiệp, cho dù ở trong đài nền tảng vững chắc hơn so với cậu ta cũng là cả đám, nhưng đứa trẻ hư nội dung rất tốt, ngay cả bà sau khi nghe qua cũng không ngừng được. nhưng dù sao tiểu thuyết cũng sẽ có thời điểm chấm dứt, một khi quyển sách này phát xong, trường hợp Hoang sẽ lấy cái gì để hấp dẫn người nghe, trừ khi cậu ta vẫn còn nội dung càng xuất sắc hơn, nhưng sách bestseller tuy nhiều bản quyền lại khó có thể lấy về, lấy điều kiện của đài bằng thành là không có khả năng vận dụng số lớn tài chính đi mua sách bestseller. La Bồi Hồng ở hội nghị nội bộ kênh giao thông chuyên môn nhắc tới hiện tượng trường hợp hoang, nói mọi người không cần nóng vội, chỉ cần dựa theo tiết tấu của bọn họ trong quá khứ, đóng vững đánh chắc, ổn định tỷ lệ nghe đài, không bao lâu, chuyên mục tỷ lệ nghe đài cao nhất toàn đài sẽ xuất hiện ở kênh bọn họ. 7 giờ 50 buổi tối thứ sáu, trường hợp hoang đúng giờ đi tới gian trực tiếp, tô manh manh đến trước một giờ, chờ tiểu tử này có chút trong mòn con mắt. Ở trong tiết mục tối hôm qua cô đã tuyên bố Trương Hợp Hoang sẽ đến làm khách trực tiếp cùng mình chủ trì tiết mục đêm nay. Tuy kênh văn nghệ ra, tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, cực hot, người dẫn chương trình mới Trương Hợp Hoang sáng tạo tỷ lệ nghe đài 4.4 cao nhất trong năm của đài, nhưng cũng không có ngăn được thế đi xuống của cả kênh văn nghệ. Tô manh manh giống như trúng nguyền rủa từ khi tỷ lệ nghe đài của ca khúc bất hủ rơi xuống dưới 1.0 vô luận cô cố gắng như thế nào cũng không thể một lần nữa bò trở về thời đại 1.0, thứ năm tỷ lệ nghe đài chỉ có 0.9, tô manh manh bản thân cũng không có lòng tin, hy vọng có thể dính chút nhân khí của trường hợp hoang. Đêm nay tham dự trực tiếp là đoàn đội ca khúc bất hủ, bọn họ cũng là lần đầu tiên phối hợp với trường hợp hoang. Trường hợp hoang đêm nay ăn mặc thực tùy ý, áo t-shirt đen quần sót, cũng không phải lên tivi, thoải mái là được rồi mọi người phát hiện cậu ta còn mang theo một cây guitar cổ điển. Tô Manh Manh có chút buồn bực, bảo cậu ta đến đây làm khách quý hợp tác chủ trì tiết mục, vì sao còn mang theo đàn guitar. Cũng không phải trực tiếp ca hát, mặt hàng này có phải hiểu sai ý không, bảo cậu ta đến sớm chút để câu thông mà thôi. Cách trực tiếp còn 10 phút, Tô Manh Manh gấp rút trao đổi cùng cậu ta, hợp hoang, chúng ta tuy là tiết mục âm nhạc, nhưng cũng không cần biểu diễn trực tiếp. Trương Hợp Hoang cười nói, tôi cũng không phải muốn biểu diễn đây là đạo cụ tôi phải tìm trạng thái trên người mang theo đàn guitar mới có thể cảm giác là đang làm tiết mục âm nhạc bằng không tôi sao có thể phát tiểu thuyết mà không cần bản thảo được lý do này thật sự là rất gượng ép nếu làm tiết mục âm nhạc phải mang theo đàn guitar như vậy chuyên mục xe hơi không phải sẽ lái xe vào gian trực tiếp sao tôi manh manh biết cậu ta đang nói đùa nhưng cô cười không nổi dù sao cũng là trực tiếp cũng không phải một mình cô Giữa hai người cũng chưa có câu thông trước, vạn nhất phát sinh sự cố phát sóng, khẳng định đều là trách nhiệm của cô, khách quý là cô mời đến. Tô Manh Manh thật ra trước đó đã mang bản thảo kịch bản đêm nay mail cho Trương Hợp Hoang, hy vọng cậu ta làm quen một chút, hỏi một tiếng, Trương Hợp Hoang căn bản là không để ý, Tô Manh Manh cảm thấy có chút hôn mê, dặn dò Trương Hợp Hoang, trực tiếp bắt đầu mình sẽ cho cậu ta ám chỉ, khi nào thì nói, khi nào thì không nói. Nhìn ánh mắt của cô mà làm việc trường hợp hoang tỏ vẻ không thành vấn đề cậu vẫn có lòng tin đối với năng lực ứng biến tại chỗ của mình lúc này đạo diễn bắt đầu thúc giục bọn họ tiến vào gian trực tiếp nơi tô manh manh trực tiếp là gian trực tiếp tốt nhất kênh văn nghệ hiện tại gian trực tiếp cách với bên ngoài bằng một bức tường thủy tinh lớn từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài từ bên ngoài cũng có thể nhìn vào bên trong bên cạnh còn có một gian là nơi biên tập điện thoại làm việc nơi này có thể tiếp nghe hotline trước cùng phụ trách đưa hotline vào gian trực tiếp, phòng này cách âm rất tốt. Bởi vì đêm nay sẽ có phần ca nhạc, cho nên biên tập điện thoại đã bắt đầu công tác. Tô Manh Manh ngồi xuống ở vị trí người dẫn chương trình, Trương Hợp Hoang ở ghế giữa bên phải cô, trong lòng nói không phải hẳn là nam trái nữ phải sao. Tô Manh Manh lại nhìn thoáng qua đàn guitar trong lòng Trương Hợp Hoang, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Bên ngoài đã bắt đầu đếm dây, đếm ngược 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phúc nhạc dạo quen thuộc của ca khúc bất hủ vang lên, thanh âm ôn nhu dễ nghe của tô manh manh xuất hiện ở không trung. Các vị thính giả khỏe, đã thứ sáu, lại là thứ sáu rồi, sách trời bên ngoài đã tối, trên bầu trời đang có mưa nhỏ, chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng về những tác phẩm kinh điển, ở bầu không khí nhẹ nhàng của buổi tối, nghe một chiếc đĩa thang, nhấm nháp một ly cà phê, hồi ức lại cuộc đời của bạn và tôi. Trường hợp hoang tròn lòng nói đầy hương vị tiểu tư sản nhưng dạng mở đầu này quá tục khí, ban đêm, mưa nhẹ, đĩa thang, cà phê, tổ hợp như vậy dùng quá nhiều. Sau khi âm nhạc chấm dứt, Tô Manh Manh tiếp tục nói, tôi là người dẫn chương trình ca khúc bất hủ kênh văn nghệ Tô Manh Manh, đêm nay tôi riêng mời một vị khách quý đến gian trực tiếp, cùng tôi cùng mọi người hồi tưởng về những tác phẩm kinh điển, hồi ức lại những năm tháng đã qua. Hiện tại tôi long trọng giới thiệu người hợp tác với tôi đêm nay, người dẫn chương trình hot nhất đài của tôi, Trương Hợp Hoang. Cô đưa ánh mắt với Trương Hợp Hoang, ý bảo Trương Hợp Hoang bắt đầu nói chuyện. Trương Hợp Hoang nói, các vị thính giả khỏe, tôi là người dẫn chương trình kênh văn nghệ Trương Hợp Hoang, đêm nay thực vinh hạnh đi đến gian trực tiếp của Manh Manh làm khách, du lịch dòng sông âm nhạc với mọi người, tham thảo lẫn nhau cảm ngộ đối với cuộc đời. Tô Manh Manh tỏ vẻ hài lòng, Trương Hợp Hoang biểu hiện thực ổn, hơn nữa cậu ta gọi mình là Manh Manh, cái này cũng không phải là bất kính, mà là đang bảo hộ hình tượng của mình, nếu cậu ta gọi mình là chị Tô hoặc chị Manh Manh, người nghe sẽ cho rằng mình là một người đã có tuổi, không chừng sẽ cho rằng cô đã kết hôn. Tô Manh Manh đối với cái này cũng cực kỳ để ý. Hợp Hoang, có cái nhìn thế nào đối với ca khúc bất hủ? Trương Hợp Hoang nói, tôi muốn nghe cái nhìn của cô trước. Tô Manh Manh nói, theo ý tôi ca khúc kinh điển chân chính sẽ không bị mai một bởi thời gian, có lẽ sẽ cũ kỹ, nhưng cái loại hương vị thời gian lắng động này lại càng thêm thuần hậu mê người, cho nên tôi càng thích những ca khúc cũ. Trương Hợp Hoang cười nói, xem ra cô là người thích hoài cựu. Vốn chuyên mục của chúng ta gọi là ca khúc bất hủ mà. Trương Hợp Hoang nói, nói chút ý kiến khác, cá nhân tôi cảm thấy ca khúc bất hủ vị tất chỉ là ca khúc cũ, hoài cựu là một loại tình cảm ôm ấp, một ca khúc, một cảnh tượng, một người, thậm chí một chiếc lá rụng, một giọt mưa phùn nói không chừng đều sẽ động đến tâm linh của chúng ta, khiến cho chúng ta hồi ức đối với thời gian đã qua. Đây là hoài cựu. Tô Manh Manh cười nói, nghe ra được cậu là một người cảm tính, chúng ta vẫn trở lại chủ đề của ca khúc đi. Cô cảm giác trường hợp Hoang Kéo có chút xa, người dẫn chương trình ưu tú phải có được lực nắm trong tay siêu mạnh, ở thời điểm ý thức được khách quý lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, phải lập tức kéo đề tài trở về. Trường hợp Hoang nói, đây đúng là cái tôi muốn nói, thật ra trong rất nhiều ca khúc đều tràn ngập bầu không khí hoài cựu, thậm chí là những ca khúc mới. Tô manh manh lại lần nữa cắt ngang chủ đề của cậu ta, nói rất cốt, hiện tại để chúng ta trước nghe một ca khúc cũ kinh điển đi. Cô ra hiệu phát nhạc. Trường hợp hoang phát hiện tỷ lệ nghe đài của tô manh manh thấp đi không phải không có nguyên nhân, một chút sáng ý cũng không có, ai quy định ca khúc bất hủ nhất định là ca khúc cũ chứ. Thật ra trường hợp hoang cũng để ý thể diện, tuy hôm nay là làm khách gian trực tiếp của tô manh manh, cậu cũng không muốn để tỷ lệ nghe đài quá khó coi. Ít nhất cũng phải hỗ trợ trên 1.0 Bằng không người ta sẽ nói người dẫn chương trình hot này là giả Cho nên trường hợp hoang riêng ở trên Weibo đăng một bài Nói cho mọi người đêm nay mình sẽ làm khách ca khúc bất hủ Ít nhiều cũng kéo chút nhân khí Hy vọng nhóm phan hợp gia hoang đến đây hỗ trợ cổ động Về phần mang đàn guitar đến đây Cậu cũng có ý tưởng Nhưng sau khi bắt đầu trực tiếp Cậu phát hiện phong cách chủ trì của tô manh manh quá bảo thủ Vừa muốn lấy nhân khí của cậu lại lo lắng quá trình trực tiếp mất đi khống chế, khả năng còn có chút lo lắng giọng thách ác giọng chủ. Trường hợp hoang âm thầm quyết định, về sau tô manh manh cho dù nói tới cỡ nào cũng không đến chỗ của cô ta, không thú vị chút nào. Liên tiếp phát ba khúc ca cũ, nghe đến trường hợp hoang nhíu mày, tô manh manh quá trình dẫn chương trình đều dựa theo lời kịch có sẵn, tuyển ca khúc trên cơ bản đều là 10 năm trước, mấu chốt là ca khúc cũ ở thế giới này trên cơ bản cũng không phải là quá hay. Rốt cuộc đã đến khâu người nghe, biên tập điện thoại đưa người nghe đầu tiên kết mối đến gian trực tiếp. Cô manh manh nói, bạn khỏe. Bạn khỏe? Là tôi sao? Thanh âm một nữ sinh. Cô manh manh cười nói, là bạn, có thể trước giới thiệu một chút về bạn không? Xin hỏi trường hợp hoang ở đó không? Cô manh manh cười cười với trường hợp hoang, nhất định là phan nữ của cậu ta. Trường hợp hoang nói, bạn khỏe tôi là trường hợp hoang mấy cô gái ở đầu kia điện thoại trăm miệng một lời hô lão đại em yêu anh chúng em là hợp gia hoang là phan trung thành của anh cảm ơn cảm ơn mọi người tô manh manh cười có chút bất đắc dĩ sao cảm giác đã biến thành nơi gặp mặt phan hâm mộ vậy cô cười nhắc nhở xin hỏi bạn muốn chọn ca khúc kinh điển nào chúng em muốn nghe lão đại trương hợp hoang hát anh ấy hát cái gì chúng em cũng đều thích nghe tô manh manh trong lòng nói hỏng rồi lo lắng cuối cùng cũng không thoát, đêm nay là ca khúc bất hủ, không phải nơi gặp mặt phan. Trương Hợp Hoang nói, cảm ơn mọi người ủng hộ đối với tôi, tôi thực cảm động, mọi người vẫn là học sinh chứ. Đúng, tụi em đều đang học trung học. Tôi sẽ tặng cho mọi người một bài hát, bài hát này là tôi năm đó viết cho cô gái ngồi cùng bàn với tôi, là hồi ức đẹp nhất trong lòng của tôi. Tôi manh manh trợn mắt há hốc mồm, xong rồi, Trương Hợp Hoang chẳng lẽ đã quên đêm nay tới làm cái gì? Sao đột nhiên liền nhập diễn? Hắn muốn mở nhạc hội sao? Liều mạng nháy mắt với Trương Hợp Hoang, để hắn nhanh ngừng lại. Trương Hợp Hoang căn bản không để ý tới cô ta, ông lấy đàn guitar dùng thanh âm thâm trầm nói, tôi tặng cho toàn bộ thính giả đang ngồi trước radio một ca khúc do chính tôi sáng tác, tên ca khúc là Bạn Cùng Bàn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, để cho chúng ta cùng nhau trở lại những năm tháng xanh tươi nhớ lại những năm tháng học sinh đã qua của chúng ta. Khúc nhạc dạo của đàn guitar vang lên, Tô manh manh bất lực nhìn đạo diễn ở bên ngoài, đạo diễn khoanh tay, tình thế phát triển đã vượt qua khống chế của anh ta, nếu anh ta hiện tại mạnh mẽ cắt sóng, sự cố phát sóng là không thể tránh khỏi, hơn nữa anh ta còn có thể đắc tội trường hợp Hoang đang rất hốc này. Hiện tại kênh văn nghệ ai chẳng biết trường hợp Hoang là hồng nhân của Lý chủ nhiệm, đắc tội trường hợp Hoang chẳng khác nào đắc tội với Lý Hải Hà, dù sao đã như vậy, không bằng để hắn chơi một lần đi. Tô Manh Manh biết vậy chẳng làm, vốn định dính một ít nhân khí của trường hợp hoang, nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này căn bản là không ra bài theo lẽ thường, vốn tán gẫu vài lời kịch văn nghệ, vốn là chuyện phát mấy bản nhạc cũ là có thể thuận lợi bàn giao, đã bị hắn biến thành nơi đàn hát phục vụ phan, ông trời phù hộ. Thằng nhãi này ngàn vạn đừng có ngủ âm không đủ, nếu không sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Hiện trường hiểu biết âm nhạc không ít, nhất là đạo diễn bản thân cũng là dân chơi đàn guitar, vừa nghe Trương Hợp Hoang bắn ra khúc nhạc dạo đã biết mặt hàng này có chút chuyên nghiệp. Tiếng ca của Trương Hợp Hoang vang lên. Liệu mai này bạn có nhớ đến những trang nhật ký đã viết ngày hôm qua? Liệu mai này bạn có nghĩ về bạn của ngày đó rất thích khóc nhè? Các thầy cô đều cũng chẳng thể nhớ nổi câu hỏi bạn đã từng bó tay. Tình cờ lật lại tấm ảnh cũ, thì nhớ đến cô bạn học ngồi cùng bàn năm xưa. Ai đã lấy bạn làm vợ thế, cô bạn đa sầu đa cảm của tôi? Ai đã cùng bạn ngày ngày đọc từng trang nhật ký? Ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Ngày trước bạn rất cẩn thận, dè dặt hỏi mượn tôi một nửa cục gôm. Từng vô tình lỡ lời nói rằng rất thích ở bên cạnh tôi. Ngày ấy bầu trời lúc nào cũng trong xanh, thời gian dường như trôi đi rất chậm chạp. Bạn luôn nói ngày tốt nghiệp hãy còn xa lắm thế mà trong chớp mắt mỗi đứa đã một phương trời ai gặp gỡ bạn thế cô bạn đa sầu đa cảm của tôi ai ngày ngày dỗ dành bạn thế cô bạn mít ước của tôi ai đã đọc những bức thư năm xưa tôi viết cho bạn ai đã thả chúng bay hết trong cơn gió lạnh lùng năm tháng đó đều trôi vào dĩ vãng tôi rồi cũng sẽ kết hôn thôi rồi cũng sẽ đưa cho cô ấy xem bức ảnh cô bạn học ngồi cùng bàn của tôi ai đã lấy bạn làm vợ thế cô bạn đa sầu đa cảm của tôi. Ai đã cùng bạn ngày ngày đọc từng trang nhật ký? Ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Tô manh manh ban đầu là tràn ngập kháng cự, nhưng khi trường hợp hoang sướng đến bộ phận điệp khúc, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào, đây là ca khúc gì vậy? Sao khó chịu như vậy chứ? Ai mà không có bạn học, ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Tô manh manh nhớ tới mình sắp xuất giá, cánh mũi cay cay bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc, nhớ tới mối tình đầu của mình, nhớ tới người mình đã từng yêu. Bạn trai hiện tại tuy đối với cô rất tốt, nhưng mà cô với anh ta qua ngày bình thản như nước, đã tìm không thấy cái loại cảm giác tim đập thình thịch trong quá khứ nữa. Mới nghe không hiểu ca khúc, nghe kỹ lại đã là người trong ca khúc. Tô manh manh trong gian trực tiếp mắt đỏ hoe, đạo diễn khoanh tay đứng ở bên ngoài chậm rãi cúi đầu, ai mà không có bạn học nữ chứ, trường Hợp Hoang à trường Hợp Hoang, thật là thần nhân mà, thật sự là hắn đã soạn ra bài này. Qua trâu rồi, chúng ta còn làm ca khúc bất hủ, cái gì nữa, phát đi phát lại ca khúc 30 năm qua, có tác dụng cái rắm gì chứ? Người ta nói đúng, hoài cựu không nhất định phải là ca khúc cũ, sáng tác mới không được sao? Ca khúc mới không được sao? Cái gì gọi là hoài cựu, không phải ca khúc cũ mới có thể hoài cựu, có thể kéo cảm xúc của người nghe trở lại quá khứ mới là hoài cựu chân chính, có thể làm cho bản thân nghĩ đến tình nhân người bạn người thân trong quá khứ mới là bất hủ. Khi nghe ca khúc có thể làm cho trong đầu người nghe hiện ra hình ảnh thì mới là kinh điển. Cách không được tỷ lệ nghe đài của chúng ta thủy chung không thể đi lên là phương hướng làm tiết mục của chúng ta ngay từ đầu đã đi sai hướng rồi. Trường hợp hoang có chuẩn bị mà đến, vốn có chuẩn bị thêm một khúc anh em cùng giường nữa, nhưng cảm giác một khúc này đã đủ rồi, dù sao đêm nay nhân viên công tác tham dự đều đã bị làm cho kinh ngạc, về phần người nghe trước radio, Trương Hợp Hoang có lòng tin đối với khúc ca này, nhắm chừng lại sẽ dẫn phát một đợt cao trào mới. Trương Hợp Hoang ca xong, bạn cùng bàn lại nói thêm, khúc ca này là tôi viết khi đang học đại học, tôi còn chưa kịp ca cho bạn gái ấy nghe, cô ấy đã rời khỏi tôi rồi, chúc cô ấy hạnh phúc. Nhớ tới Lâm Nhiễm, không biết cô ta nghe khúc ca này có hiểu lầm cho rằng là viết cho cô ấy hay không thật nếu hiểu lầm cũng không có biện pháp, đừng tìm tôi, tìm ải đại khẩn, cách gọi đùa của Cao Hiểu Tùng, tác giả của ca khúc, đi, là hắn hố cô đó. Sau khi trực tiếp chấm dứt, trường hợp hoang cùng tô manh manh đi ra khỏi phòng trực tiếp, toàn bộ nhân viên hiện trường đều vỗ tay. Đạo diễn kích động lớn tiếng nói, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trường hợp hoang, tôi thực phục rồi, cậu chính là vua không ngai đài chúng ta, khúc ca này quá bùng nổ, cậu không làm người dẫn chương trình mà đi làm ca sĩ cũng có thể hót khắp cả nước. Trường hợp hoang khiêm tốn nói, tôi chỉ sướng mù mà thôi, vốn không muốn bêu xấu, vừa rồi không biết sao lại có cảm xúc, chị tô xin lỗi nhé, tôi nhất thời không khống chế được, xét đến cùng cũng là chuyên mục của chị hay, đã câu được cảm xúc hoài cựu của tôi lên. Tôi manh manh đến giờ cũng chưa thể đi ra khỏi bầu không khí thương cảm của ca khúc, rất hay, thực rất hay, cô gái kia thật không biết quý trọng. Nếu cô ấy nghe được cậu vì cô ấy mà viết ca khúc này nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Trường hợp Hoang nói cũng không sao cả, cô ấy quay lại tìm tôi, tôi chưa chắc đã chấp nhận. Tô Manh Man liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, sướng thâm tình như vậy mà tất cả đều là giả, nhớ tới hắn hiện tại có bạn gái xinh đẹp Sở Thất Nguyệt, tiểu tử này có tài thì có tài, rác rưởi cũng thực rác rưởi. Lấy kinh nghiệm của Tô Manh manh mà nói, tra nam bình thường đều rất có mị lực bằng không nào có tư bản để làm ra nam, tô manh manh trong xương cốt thật ra cũng thích loại nam sinh hư hư hỏng hỏng này, liếc mắt nhìn trương hợp hoang một cái, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Tô manh manh lại đưa ra lời mời mọi người cùng đi ăn khuya, trương hợp hoang lấy cớ nói bạn gái chờ mình, bởi vì ngày hôm qua đã nói một lần, nên tô manh manh cũng không miễn cưỡng. Trương hợp hoang rời khỏi đài phát thanh đeo đàn guitar đi bộ về chỗ thuê ở, bên ngoài mưa bụi bay bay, đã là đầu thu, buổi tối có chút lạnh, Trương Hợp Hoang lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi cho sở thất nguyệt, thì có người vừa vặn điện thoại tới. Gọi điện là Tần Hồng, chính là nghệ sĩ Dương Cầm đánh đàn ở Vạn Hào, cô nghe xong ca khúc bất hủ đêm nay, cũng nghe thấy Trương Hợp Hoang là tự sáng tác tự hát bài bạn cùng bàn này. Tần Hồng ở trong điện thoại xưng hô đối với Trương Hợp Hoang là thầy Trương, có thể được người ta xưng là thầy hoặc là thầy thật, hoặc là tinh thông ở phương diện nào đó. Ở trong mắt Tần Hồng, Trương Hợp Hoang thuộc về cái sau, một khúc tơ con amu ngày đó đã đủ làm cho Tần Hồng rung động, sau ngày đó thật ra cô đã muốn liên hệ Trương Hợp Hoang, hy vọng có thể được khúc phổ tơ con amu từ chỗ anh ta. Tần Hồng hay nghe ca khúc bất hủ, cô cũng không ngờ Trương Hợp Hoang sẽ xuất hiện ở trực tiếp đêm nay, càng không ngờ Trương Hợp Hoang còn tự đàn tự hát, nghe xong khúc ca này Tần Hồng có loại xúc động phải gọi điện thoại ngay cho anh ta. Thầy Trương, ngày đêm nay đàn hát quá tuyệt vời. Trương Hợp Hoang cười nói, trình độ đàn hát của tôi cũng chỉ vậy, chê cười rồi. Phương diện này cậu cũng là nói thật, trình độ đàn guitar còn có thể thông qua, trình độ ca hát cách chuyên nghiệp phải nói là khá xa. Tần Hồng một lần nữa tổ chức ngôn ngữ một chút, khúc ca bạn cùng bàn ca từ quá tuyệt vời, nếu tôi không có nghe sai, cả ca khúc đều là trương lão sư tự xử lý. Trương hợp hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm lất phất mưa, không biết nghĩ như thế nào lại nghĩ tới một người lùng lùng mặt tròn quay, người ta tám phần đang ở thế giới khác thổi da bò trường hợp hoang làm mặt dày nói viết lúc học đại học lúc ấy còn chưa biết bao nhiêu kỹ xảo khúc ca này viết có vẻ bằng phẳng ưu điểm duy nhất chính là dễ nhớ dễ đi vào lòng người dễ đi vào lòng người là đủ rồi không có tác phẩm hoàng mỹ chỉ có tác phẩm đi vào lòng người tác phẩm không đi vào lòng người khẳng định không thể trở thành tác phẩm vĩ đại Trương Hợp Hoang trong lòng nói chính là nguyên tác giả ở đây cũng không dám nói khúc ca này có thể dính dáng gì tới vĩ đại này. "Thầy Trương, thật ra tôi cũng là ca sĩ, nhưng tôi lại không thành công, từ sau khi tiếp xúc âm nhạc của ngài đã tạo nên xúc động rất lớn đối với tôi, tôi muốn tìm một cơ hội nói chuyện với ngài, trao đổi sâu hơn một chút." Trương Hợp Hoang vừa nghe đến bốn chữ trao đổi sâu hơn này có chút mẫn cảm, không khí trong showbiz cậu qua rõ, nhưng sau khi cuộc đời quay lại trường hợp hoang ở phương diện quan hệ nam nữ có được nhận thức hoàn toàn mới quá khứ cậu ở phương diện quan hệ nam nữ đều là ôm ý tưởng làm trước nghĩ sau nhưng sau đó phát hiện làm xong rất khó mà nghĩ gì nữa hiện tại cậu cho rằng suy nghĩ trước mới là quan trọng nhất nói ngắn gọn là cậu hiện tại không phải người tùy tiện hơn nữa diện mạo của tần hồng cũng không đến mức làm cho cậu giấy lên dục vọng tần hồng từ trong trường hợp hoang lặng lẽ ý thức được cái gì nhanh nói thầy trương lão ngài đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn nói chuyện âm nhạc với ngài hy vọng ngài có thể cho tôi cơ hội này bên cạnh tôi cũng có không ít người bạn cùng chung chí hướng bọn họ đều là người rất tài hoa nếu thầy trương nguyện ý tôi cũng có thể giới thiệu họ cho ngài biết như vậy đi tôi gần đây công tác khá bận rộn không bằng chờ tôi giải quyết xong công việc thì tôi sẽ liên lạc cô thấy được không tần hồng nghe ra cậu có từ chối ý tứ nên cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục kiên trì lo lắng sẽ bị trương hợp hoang suy luận thành làng nhằn vô bổ. Vậy được rồi, đã quấy rầy thầy trương nghỉ ngơi, tôi đợi điện thoại của ngài, có thời gian lại đến vạn hào đánh đàn, tôi mời ngài uống rượu. Trương hợp hoang cười nói, được rồi, có cơ hội tôi nhất định qua đó. Cúp điện thoại bỗng nhiên mất đi động lực gọi điện thoại cho sở thất nguyệt, mở ra quy quy nhìn avatar của sở thất nguyệt màu xám, cô nàng không thích chơi cái này. Trương hợp hoang tính nhắn thử một cái, em gái Trương Hợp Nguyệt lại điện thoại tới. Anh, anh đêm nay đủ ngầu rồi đó, còn bạn cùng bàn nữa chứ, căn bản chính là cổ vũ yêu sớm. Trương Hợp Hoang cười nói, em còn có thời gian nghe radio à? Anh cho là em muốn nghe sao, mẹ thế nào cũng phải kéo em nghe, anh khi nào học ca hát vậy? Khúc ca này là viết cho Lâm Nhiễm à? Em cũng thật bác quái. Anh, giúp ta em xin chữ ký tô manh manh với. Chơi thứ đó để làm cái gì? cô ta cũng không phải đại minh tinh gì. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, đứa em gái này lại có thể là fan của Tô Manh Manh, ánh mắt gì vậy, có người anh làm người dẫn chương trình hỏi vậy mà không biết quý trọng, chữ ký của mình hẳn là đáng giá hơn so với Tô Manh Manh. Tiếu Nam đặc biệt thích cô ấy, em giúp cậu ta thôi. Trương Hợp Hoang nhớ tới Tiếu Nam chính là người lần trước khiêu vũ cùng em mình, xem ra hai người vẫn còn liên hệ, Trương Hợp Hoang lời nói thấm thía. Em hiện tại nên lấy học nghiệp làm trọng, ngàn vạn đừng bởi vì chuyện tình cảm mà trì hoãn đại sự. Anh còn dạy dỗ em nữa, anh cùng Lâm Nhiễm còn ghê hơn, anh năm đó sao không biết lấy học tập làm trọng. Nguyên nhân vì anh ăn qua thiệt thòi mới không muốn để cho em dẫm lên vết xe đổ. Thực chán mà, cúp đây. Trương Hợp Nguyệt nói cúp liền cúp. Trương Hợp Hoang bất đắc dĩ lắc đầu, đã đi tới chỗ thuê trọ, Trương Hợp Hoang vào phòng, đã hơn 10 giờ tối, vì thế bỏ đi ý niệm quấy rầy sở thất nguyệt trong đầu. Sau khi tắm rửa, nằm trên giường lướt điện thoại di động, nhìn xem phản ứng trên mạng hôm nay. Nhóm bằng thành hiện tại đã thành đại bản doanh hợp gia hoang, từ nơi này trên cơ bản có thể nhìn ra hướng gió dư luận, trường hợp hoang hầu như mỗi ngày đều sẽ xem phản hồi ở nhóm một chút. Trích đoạn cậu đêm nay ngẫu hứng đàn hát bài, bạn cùng bàn đã được cắt ra, ghim ở trên diễn đàn. Trường hợp hoang mở ra bài đăng, mở ra nghe một chút, ghi âm hiện trường hiệu quả cũng thông qua, cảm giác trình độ đàn hát của mình so với lão lan ca sĩ hát bài bạn cùng bàn cũng không kém bao nhiêu sướng loại ca khúc hương vị hoài cựu này phải có trải qua cảm tình tằng kinh thương hải nang vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân từng qua biển lớn không gì nước chưa đến vu sơn chẳng biết mây một người đàn ông chưa trải qua vài lần tình cảm căn bản sướng không ra hương vị trường hợp hoang ở tố chất thanh âm cùng kỹ xảo chuyên nghiệp không chiếm ưu nhưng cậu thắng ở cảm tình đầy đủ Đi vào lòng người là thứ gì đó cực kỳ huyền diệu. Phía dưới bài đăng này quả thực có thể sử dụng điên cuồng để hình dung. Một bài nghe chín lần, mỗi lần tôi nghe đều rơi lệ, trường hợp hoang anh là ác ma sao? Tôi ngày mai sẽ lập gia đình, hôm nay nghe được khúc ca này của anh, tôi nhớ tới anh ấy, tôi quên không được anh ấy lai like 999. Những người bình luận. Nếu trong lòng chứa một người, vì sao phải gả cho một người? Bạn có thể sẽ không hạnh phúc dũng cảm một chút gọi điện thoại cho anh ấy tôi nghĩ anh ấy hẳn cũng nhớ tới bạn muốn xóa đi anh ấy sao không sao bạn xứng đáng có được nhiều hơn với trạng thái này của bạn chồng tương lai của bạn sớm muộn gì cũng bị đội nón xanh mối tình đầu là tốt đẹp nhưng hôn nhân là hiện thực bỏ qua tình yêu hư ảo trở lại với hôn nhân mới là bền vững bài hát này làm cho tôi nghĩ đến cô gái năm đó hỏi mượn tôi cục tẩy tứ thập bất hoặc ý nghĩa 40 có thể hiểu thấu sự đời, lã chả rơi lệ, trằn trọc khó ngủ, là cô ấy cùng tôi đi qua thung lũng cuộc đời, mà sau khi tôi có được sự nghiệp lại mất đi tin tức của cô ấy, đêm nay một mình đứng ở trên sân thượng cao ốc, châm điếu xì gà. Uống chai vàng la phai, kiếp này có hối hận, nếu ông trời có thể cho tôi cơ hội một lần nữa, tôi sẽ nói với cô gái ngốc kia ba chữ, anh yêu em, nếu như phải cho một cái kỳ hạn đối với tình yêu này, tôi hy vọng là 10.000 năm. Trường hợp hoang bởi vậy tìm kiếm bộ đại thoại Tây Du một chút, hẳn là không có bộ phim này, trùng hợp. Bình luận cho post này cũng có chút nhiệt liệt. Tra nam một quả, đã giám định xong. Làm màu mà, xì gà la phai đồ, đứng ở trên sân thượng sao không nhảy đi, nhảy xuống là sẽ không còn phiền não nữa, nhảy đi. Lầu chủ rép, tôi đứng ở sân thượng lầu hai nhà mình, phía dưới là bể bơi, nhảy xuống cũng không chết. Có tiền rất giỏi sao? Có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền có thể có lỗi với cô gái cùng bàn sao? Lưu manh đùa bẩn tình cảm. Lão tra nam đầy mỡ. Nhắm chừng cô gái cùng bàn với ông phải hơn 250kg, lai cộng 999. Cùng bàn với ông có tóc không? Nhắm chừng đã bị hói phải không? Thế giới nào cũng không thiếu kẻ ghét người giàu, nhưng kẻ có tiền chẳng lẽ không có quyền hoài cựu. Không có quyền tưởng niệm cô gái cùng bàn. Lâu chủ lại mở bài mới, ai có phương thức liên hệ với ngài Trương Hợp Hoang, tôi muốn mua bài hát này, vĩnh viễn hoài niệm cô gái của tôi. Đến tiếp sau là một mảng tiếng mắng. Bài hát này không phải viết cho một mình ông, là viết cho mọi người chúng ta. Ai trong lòng không có một người bạn cùng bàn? Ai không có bạn nữ? Phiền nhất là kẻ có tiền làm màu thế này, ngay cả một bài hát cũng muốn hưởng một mình, lão tử muốn ăn thịt người mà. Hút xì gà uống la phai rất giỏi sao? sân thượng lầu 2 rất giỏi sao. Lão tử hiện tại đang đứng ở sân thượng tầng 33, hút thuốc ba đồng một gói, uống bia bằng thành đồng rưỡi một chai, lão tử cũng nghe bạn ngồi cùng bàn, tưởng niệm bạn nữ năm đó, tôi năm đó cướp cục tẩy của cô ấy, kéo tóc của cô ấy, còn vẽ phấn chia lãnh thổ trên ghế ngồi, tôi thật là ngu ngốc mà. Chuyện này tôi cũng trải qua lai like cộng 1860. Huynh đệ đừng luẩn quẩn trong lòng, ngàn vạn đừng nhảy lầu, Thiên nhai hà sử vô phương thảo, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Lâu chủ, nhảy lầu cái rắm á, bạn nữ còn ở nhà chờ tôi đó. Ai ui, bạn hữu lợi hại, đến giờ còn liên hệ à. Tình nhân hay là bạn già, đừng uống nữa, uống nửa tẩy của ông nửa miếng cũng không còn giờ. Lâu chủ rép, bạn cùng bàn, nghe một chút là được rồi, ngàn vạn đừng cưới, tôi chính là bất hạnh cưới bạn cùng bàn, biến cùng bàn thành cùng giường. Năm đó tôi kéo tóc cô ấy, hiện tại tóc của tôi đã bị cô ta hao trọc rồi, năm đó tôi cướp tẩy của cô ấy, hiện tại tất cả tiền lương của tôi đều nộp lên trên, mỗi tháng chỉ cho tôi 300 đồng tiêu vặt, mỗi lần chi đều phải báo, năm đó tôi vẽ ranh giới 3 phần 7 trên ghế với cô ấy, hiện tại giường nhà chúng tôi 1,8m, cô ấy một mình chiếm 1,5m. Tôi không có thể chịu nhất là cô ấy ngáy còn lớn hơn cả tôi, cô gái năm đó đã hoàn toàn biến thành người khác mà, ông trời ơi! có thể mang cô gái nhỏ đơn thuần thẹn thùng cùng bàn năm đó trả lại cho tôi hay không? Phía dưới nhất tề trả lời. Cầm thú. Thứ bảy tô manh manh vốn nên nghỉ ngơi, nhưng xuất phát từ quan tâm đối với tỷ lệ nghe đài tối hôm qua, cô chuyên môn đi đơn vị, sau tỷ lệ nghe đài đi ra, mọi người của ca khúc bất hủ đều choáng váng. tỷ lệ nghe đài tối hôm qua thẳng tắp lên tới ngày 2 tháng 8, tuy không thể đánh đồng cùng tỷ lệ nghe đài biến thái 4.4 của trường hợp hoang. Nhưng mà đối với cô manh manh mà nói, cái này đã là tỷ lệ nghe đài cao nhất từ khi cô hành nghề tới nay. Cầm phần thống kê tỷ lệ nghe đài mới nhất, tay cô cũng rung rung hẳn lên, nhìn đi nhìn lại vài lần, vẫn không thể xác định, thật vậy sao? Tỷ lệ nghe đài 2.8 Thành viên khác của tổ chuyên mục đồng thời gật gật đầu, bọn họ đã xác nhận lại vài lần, tỷ lệ nghe đài thứ 6, tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, vẫn lấy tỷ lệ nghe đài siêu cao 4.4 xếp thứ nhất toàn đài làm cho người ta không tưởng được là ca khúc bất hủ của tô manh manh tỷ lệ nghe đài trực tiếp từ 0.8 kéo lên tới 2, không phải số lẻ ở sau, mà là số lẻ ở trước, tăng trưởng vượt bậc hai tỷ lệ nghe đài 8 không những là xếp thứ hai kênh văn nghệ, còn là thứ hai toàn đài ngày hôm qua. Hôm nay ngay cả Lý Hải Hà cũng đến, nói với cô, tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ liên tiếp đột phá kỷ lục của đài, sáng tạo kỳ tích đã là chuyện thường ngày, nhưng một cái tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ vẫn không thể xoay chuyển xu hướng đi xuống của cả kênh văn nghệ ngay tại thời điểm cô đang cân nhắc làm thế nào thay đổi hiện trạng tỷ lệ nghe đài ca khúc bất hủ xuất hiện xoay ngược làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối lý hải hà sau khi biết được tình huống này liền đi tới đài hôm nay đối với kênh văn nghệ mà nói là một lần biến chuyển có ý nghĩa lịch sử nguyên nhân tạo nên lần biến chuyển này vẫn là trường hợp hoang lý hải hà đã nghe qua phát lại tiết mục tối hôm qua bài hát của Trương Hợp Hoang làm cho bà ký ức vẫn còn mới mẻ, sáng sớm bởi vì ca khúc này mà nhận rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều công ty cùng cá nhân từng tiếp xúc nghiệp vụ muốn thông qua bà mua bản quyền ca khúc này. Lý Hải Hà ý thức được thời đại hoàng kim kênh văn nghệ đã đến, tinh thần chấn hưng đi tới văn phòng, bà chân trước vừa mới vào cửa, chân sau tô manh manh đã đến. Lý Hải Hà vừa đoán đã biết cô là vì chuyện tỷ lệ nghe đài ngày hôm qua, mỉm cười nói, tiểu tô, tối hôm qua biểu hiện không tệ, thứ hai toàn đài, phải tiếp tục giữ vững. Tô Manh Manh vẫn có tự hiểu bản thân, cô đương nhiên rõ ràng công lao sáng tạo kỳ tích tỷ lệ nghe đài tối hôm qua đều ở trên người trường hợp hoang, nếu không có trường hợp hoang, không bao lâu cô sẽ bị đánh về nguyên hình, tới gặp Lý Hải Hà thật ra là có ý tưởng. Tô Manh Manh nói, cảm ơn Lý chủ nhiệm khẳng định, bất quá tỷ lệ nghe đài tối hôm qua tồn tại tính ngẫu nhiên nhất định, tôi lần này đến đây là muốn báo cáo một chút với Lý chủ nhiệm về một ít ý tưởng cải cách tiết mục. Lý Hải Hà gật gật đầu, mời cô ngồi xuống. Tô Manh Manh cũng không dám tiêu tốn thời gian của Lý Hải Hà nhiều, không vòng vo mà trực tiếp biểu lộ thái độ của cô, cô muốn tiến tới cải cách ở phương thức dẫn ca khúc bất hủ, từ trước đây một mình cô dẫn thì sửa thành hình thức một nam một nữ hợp tác. Câu chữ viết rất sống động, phù hợp với trào lưu chương trình hiện nay, thật ra xét đến cùng vẫn muốn bắt lấy trường hợp hoa người dẫn chương trình đang hot này, tranh thủ sức hút của hắn, Tô Manh Manh có thể khẳng định chỉ cần có trường hợp hoang, tỷ lệ nghe đài tiết mục sẽ không kém. Lý Hải Hà sao không rõ ràng mục đích của tô manh manh, cô nàng này kể ra cũng lanh, ai hót là muốn bám theo người đó, ba mỉm cười nói, tiểu tô, cải cách thật là chuyện tốt, nhưng suy nghĩ của cô có nói qua cùng trường hợp hoang không? Câu nói đầu tiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, tô manh manh cười nói, tôi là muốn báo cáo với ngài trước, sau đó lại cùng tiểu trương tham thảo chuyện này, tôi nghĩ bằng quan hệ giữa chúng tôi anh ấy sẽ không cự tuyệt. Lý Hải Hà trong lòng nói các người thì có quan hệ gì Tôi làm lãnh đạo sao không biết Thực kinh tôi nhìn không ra sao Đơn giản là muốn trước từ chỗ của tôi được cho phép Sau đó lại đánh cờ hiệu của tôi đi tìm trương hợp hoang chút tâm cơ ấy còn muốn giấu giếm được tôi Lý Hải Hà cười nói Chuyện này cô nói hơi chậm rồi Chậm rồi Tôi manh manh tràn ngập kinh ngạc Sao lại chậm Người dẫn chương trình chuyên mục khác của kênh chúng ta Cũng đều đưa ra phương án cải cách trong đó có không ít người đều đề nghị muốn hợp tác cùng trương hợp hoang cho nên quyền quyết định thật đúng là không ở tôi mọi người phải tôn trọng ý của tiểu trương tiểu trương tuy trẻ tuổi nhưng dù sao tinh lực có hạn bất quá mọi người nếu quan hệ cá nhân không tệ cô tìm cậu ta hẳn không tồn tại vấn đề gì chỉ mọi người thỏa thuận được chỗ tôi khẳng định toàn lực ủng hộ lý hải hà xử lý dọc nước không lọt tô manh manh chỉ là chút không vặt ở trước mặt bà là không thu được chút chỗ tốt nào có chút mất mát rời đi, cân nhắc xem ra chỉ có thể tìm Trương Hợp Hoang trước. Chờ sau khi Tô Manh manh rời khỏi, Lý Hải Hà điện thoại cho Trương Hợp Hoang, mang tình huống mới nhất nói cho hắn, để cho hắn chuẩn bị tâm lý. Hiện tại người dẫn chương trình kênh khác đều đang để ý tới hắn, thuận tiện hỏi một chút ý định của Trương Hợp Hoang, ở dưới tình huống Trương Hợp Hoang tinh lực cho phép, thật ra có thể cho hắn thêm chút trọng trách, cái khác không nói, nếu bảo trì tỷ lệ nghe đài thứ 6, hai hạng đầu đều ở kênh bọn họ nhắm chừng ngô đài cũng sẽ không dễ nói đến chuyện sáp nhập bọn họ nữa. Trương hợp hoang hôm nay nghỉ luân phiên, đang ở trên đường tới huyện Hán, chuyện lần trước bị thác Lưu Trường Hà đã có đầu mối, Lưu Trường Hà xem xét mấy trại nuôi heo để cậu đi khảo sát thực địa một chút. Trương hợp hoang cùng sở thất nguyệt hẹn hôm nay gặp mặt ở huyện Hán, cậu trước mắt không có xe thay đi bộ, bất quá hiện tại giao thông đã thực thuận tiện, tuyến xe đi thông huyện Hán khá nhiều, trên cơ bản nửa giờ một chuyến. Trương Hợp Hoang lên chuyến xe sớm, một đường sóc nảy đến huyện Hán, trên đường nhận được vài cuộc điện thoại, tất cả đều là đồng nghiệp kênh văn nghệ, không phải mời ăn cơm thì là hẹn uống trà, có Lý Hải Hà nhắc nhở, Trương Hợp Hoang một mực từ chối. Thời điểm xe vào cao tốc, nhận được điện thoại của sở thất nguyệt, cô đã chờ ở đầu đường, Trương Hợp Hoang bảo lái xe tới đó dừng một chút. Mang theo ba lô đi xuống xe, nhìn thấy chiếc mini cao tim ở ven đường, sở thất nguyệt an vị ở trong xe, hạ cửa kính xe xuống phất phất tay với cậu trường hợp hoang vui tươi hớn hở đi qua mở cửa xe ngồi xuống sở thất nguyệt nói thật xấu hổ vì chuyện của em mà khiến cho anh chạy về một chuyến còn để anh ngồi xe đến đây để em trả lại cho anh anh không có thói quen tiêu tiền phụ nữ chủ nghĩa nam nhân mà cái này không phải vấn đề tiêu tiền của anh anh đến đây là hỗ trợ cho em cũng không thể để anh vừa tốn thời gian vừa tốn tiền hai ta là ai vậy cần gì phân rõ ràng như vậy sớm muộn gì tiền của em không phải đều là của anh sao sở thất nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái anh nghĩ như thế nào em mặc kệ dù sao anh với em phân rõ ràng sở thất nguyệt khởi động xe trường hợp hoang từ trong túi lấy ra một hộp chocolate sở thất nguyệt biết hắn là đưa cho mình hắn thật ra có tâm bắt đầu là đạn bọc đường rồi càng là như thế càng chứng minh hắn không có ý tốt trường hợp hoang mở giấy gói ở trước mặt cô đưa một miếng chocolate tới trước môi sở thất nguyệt đừng phiền em đang lái xe cho mặt mũi đi mang từ xa đến đó sở thất nguyệt bất đắc dĩ đành phải khẽ mở môi anh đào há miệng ra ăn trường hợp hoang lại co tay lại làm cắn hụt sở thất nguyệt cười mắng anh khốn kiếp anh sợ em cắn anh sở thất nguyệt nói ai mà xấu giống như anh chứ trường hợp hoang lại đưa chocolate tới trước môi của cô sở thất nguyệt cắn lấy trường hợp hoang nói ăn ngon không? Nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt ác của sở thất nguyệt, hận không thể sáp lên cắn một miếng nếm thử hương vị chocolate. Sao anh không tự nếm thử? Anh muốn ăn miếng ở miệng của em kìa. Đừng có đùa dẫn lưu manh với em, bằng không em ném anh xuống giờ. Hương vị chocolate ngọt ngào, nhưng sở thất nguyệt lại có chút hoài nghi, lấy nhân phẩm của mặt hàng này có thể bỏ thuốc vào trong hay không? Trường hợp hoang lại rút ra từ trong túi một đóa hồng sở thất nguyệt có chút kết bỏ nhìn cậu một cái còn tưởng rằng anh khác với những người khác quá cũ đi học được trong phim à trường hợp hoang nói cũ thì cũ nhưng vẫn tốt hơn là không có gì anh vẫn cảm thấy tốt mà phụ nữ cả đời dù sao cũng phải gặp được một người cũ những chuyện cũ dù sao cũng phải có người cam tâm tình nguyện đi làm vì cô ta tương lai có một ngày nào đó mà em không vui ít nhất có thể nhớ tới trên thế giới này có người thủy chung nhớ thương em Chuyện cũ nếu có thể duy trì, cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành lãng mạn, em nói có đúng không? Sở thất nguyệt nói, chút lời kịch này tối hôm qua không ngủ mà nghĩ ra à. Trường hợp hoang gật gật đầu, hiểu anh mà, biết em không dễ lừa, cho nên anh phải dở thủ đoạn. Sở thất nguyệt nhịn xuống không cười hẳn lê, được rồi, người có tâm, quà anh đưa em đều nhận, nhưng anh đừng có nhớ thương em, em vẫn cảm thấy anh không phải người tốt, em có cảm xúc mâu thuẫn với anh từ đáy lòng đàn ông không xấu nữ không yêu, cảm giác này thích hợp. Hai người tới võ quán Hán Phong, Lưu Trường Hà sau khi gặp bọn họ, thì bảo sở thất nguyệt đậu xe ở bãi đổ xe võ quán, anh ta gọi một chiếc bảy chỗ, từ đồ đệ tiểu phương lái đưa bọn họ xuống nông thôn. Giữa trưa tiệc rượu đã được bố trí rồi, Lưu Trường Hà khẳng định là muốn bồi trương hợp hoang uống vài chén, cho nên anh ta cũng không tính lái xe, đối với người huyện Hán mà nói, có bạn bè từ phương xa tới là rất vui, chiêu đãi bạn bè là phải để cho bạn uống cho đã, không uống nhiều là không đủ thành ý. Trường hợp hoang mang đến cho Lưu Trường Hà một bản hiệu đơn vị tài trợ, còn thời gian quảng cáo cụ thể bố trí thế nào giao cho Lưu Trường Hà, về phần lên quảng cáo ra sao, bắt đầu khi nào, cái này Lưu Trường Hà đương gia làm chủ. Trên đường Lưu Trường Hà nói cho bọn họ, bởi vì chuyện chất tạo nạt, gần đây giá thị trường heo hơi không tốt, rất nhiều hộ nuôi heo đều có ý chuyển nhượng trại heo. Dựa theo ý của trường hợp hoang, Cậu chủ yếu nghiên cứu trại heo phụ cận trấn Trương trại, đại khái sàn chọn năm nhà. Lưu Trường Hà đưa tư liệu cho Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt xem một lần, thật ra cô ở phương diện nuôi dưỡng cũng là người ngoài ngành, bất quá chuyện cô đã quyết định làm thì khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lưu Trường Hà nói, Trương lão đệ, cậu thực cảm thấy nuôi heo có thể có tiền đồ à? Trương Hợp Hoang nói, tôi nói là nuôi dưỡng tinh phẩm, không phải nuôi dưỡng thường quy. Lưu Trường Hà nói, không phải tôi dội nước lã cho các cậu, dù sao đối với dân chúng bình thường mà nói, thịt heo khẳng định là càng rẻ càng tốt, thịt heo mọi trên thị trường hiện nay, xác thực mắc hơn so với thịt heo quý thường, nhưng lượng tiêu thụ là không có biện pháp so với thịt heo bình thường. Trường Hợp Hoang nói, sở tiểu thư tính nuôi dưỡng không phải heo mọi bình thường, là đặc biệt hiếm, muốn đi lộ tuyến tinh phẩm cao cấp. Lưu Trường Hà cười nói, có tinh phẩm cao cấp chung quy vẫn là thịt heo, ý tưởng của người thành phố các cậu chúng tôi là nhìn không thấu. Mất một buổi sáng bọn họ khảo sát hết tất cả trại heo mà Lưu Trường Hà lựa chọn một lần, không có có cái này vừa ý, có thể là bởi vì trước đó đã khảo sát trại heo Trương Phú Quý, cho nên có sự so sánh. Thật ra cái này cũng thật bình thường, dù sao Trương Phú Quý là đại hộ nuôi heo số một trấn trương trại, cho dù ở toàn bộ huyện Hán ông ta cũng có thể xếp ở hàng đầu, trại nuôi heo của ông ta được sửa chữa hàng năm cho nên các phương tiện đều thực tiên tiến những chỗ mà lưu trường hà hỗ trợ xem xét này quy mô tuy không nhỏ nhưng chỉnh thể phương tiện của kỹ quá mức thời điểm giữa trưa bọn họ lại đi trại nuôi heo trương phú quý lưu trường hà trước đó chưa tới nơi này cho nên cũng muốn chính mắt kiến thức quy mô nuôi heo phú quý ở trương trại một chút cửa lớn trại heo bị khóa trước khi đến trường hợp hoang đã gọi điện thoại cho trương phú quý Trương Phú Quý bởi vì vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, gần đây đều ở nhà tĩnh dưỡng, vốn tưởng rằng chuyện đầu tư đã thất bại, không nghĩ tới trường hợp Hoang lại đến khảo sát, nhanh để bảo con là Trương gia tài lái xe đưa đến trại nuôi heo. Nhìn thấy xe 7 chỗ dừng ở trước cửa trại nuôi heo, Trương Phú Quý cảm giác lần này có vẻ ổn hơn so với lần trước rất nhiều, đều nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào yên, lần trước trường hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt là ngồi xe ba bánh đến, mở miệng chính là đầu tư 5 triệu trương phú quý cũng không phải chưa thấy qua số tiền lớn. Chờ hai người bọn họ đi rồi càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng, cho rằng trường hợp hoang chính là lừa gạt cùng sở thất nguyệt kẻ sướng người họa treo đùa mình. Tiểu phương hôm nay lái xe tới cũng có quen biết với trương gia tài, trương gia tài nhìn thấy là hắn, nhanh cung kính đi qua châm thuốc, hô một tiếng anh phương. Tiểu phương lén nói cho trương gia tài, lưu trường hà là sư phụ của hắn, trường hợp hoang là bạn tốt sư phụ hắn, sở thất nguyệt là ông chủ lớn tập đoàn Hoa Phương, trương gia tài nói lại cho cha, hai cha con lúc này mới ý thức được sở thất nguyệt thật sự là ông chủ lớn, người ta thực sự có thực lực. Trương Phú Quý dẫn bọn họ dạo qua một vòng trại nuôi heo, nhìn thấy quy mô trại nuôi heo Phú Quý, Lưu Trường Hà cũng rõ ràng vì sao trại nuôi heo anh ta hỗ trợ xem xét sở thất nguyệt lại không nhìn trúng cái nào, trên quy mô xác thực không phải một cấp bậc. Sở thất nguyệt cũng không giấu giếm chuyện bọn họ khảo sát trại heo khác, trương phú quý sau khi nghe xong lại hỏi một chút những trại heo này ra giá phương diện này ông ta là trong nghề nói cho sở thất nguyệt thật ra căn bản không cần thiết thu mua trại heo không phải ông ta thổi trại nuôi heo của ông đã là tiên tiến nhất ở toàn bộ huyện hán rồi dựa theo suy nghĩ của sở thất nguyệt ngay cả trại heo này cũng cần tiến hành cải biến trên diện rộng thì càng không cần bọn họ khảo sát nữa cùng với thu mua trại heo hiện có không bằng kiến thiết lại phí tổn sẽ thấp hơn Trương Hợp Hoang biết Trương Phú Quý ở phương diện nuôi heo là chuyên nghiệp, phương diện này thật đúng là khiêm tốn tiếp thu ý kiến của ông ta. Trương Phú Quý nhìn thấy đã là thời gian cơm trưa, đề xuất mời bọn họ ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Trường Hà thật ra đã sắp xếp cơm trưa ở chỗ của mình, Trương Phú Quý kiên trì muốn từ mình sắp xếp, người huyện Hán đa phần đều sĩ diện, Trương Phú Quý cho rằng Trương Hợp Hoang cùng sở thất nguyệt là đến chỗ mình, ở đây ông cũng là địa chủ, ở xa tới là khách, Nói cái gì cũng không thể để cho người khác tiêu pha. Lưu Trường Hà nói cho Trương Phú Quý, đồ đệ của anh ta đã sắp xếp rồi, giờ cũng không thể bỏ đi, hai người thương lượng một chút, quyết định bữa cơm này từ Trương Phú Quý đến tính tiền, bất quá rượu đã mang đến, vẫn là Lưu Trường Hà phụ trách cung cấp. Giữa trưa ăn cơm tại nhà hàng cấp bậc cao nhất của trấn Trương trại. Sở Thất Nguyệt vốn không muốn lưu lại ăn cơm, theo ý kiến của cô làm ăn chính là làm ăn giữa đầu tư cùng uống rượu là không có quan hệ nhân quả gì, nhưng trường hợp hoang nói cho cô phải nhập gia tùy tục, làm ăn cùng dân chúng huyện Hán làm phải bắt đầu từ trên bàn rượu. Trường hợp hoang công tác ở huyện Hán thời gian tuy không lâu, nhưng đối với văn hóa rượu huyện Hán lại lĩnh giáo thâm hậu, huyện thành còn đỡ, đến hương trấn, tử phong là hung hãn, mời rượu đa dạng phức tạp, ở cả nước cũng xưng được là riêng một ngọn cờ. Trường hợp hoang trước đó nói rõ sở thất nguyệt không ăn thịt chó, Lưu Trường Hà bảo đồ đệ đi điều chỉnh đồ ăn một chút, trụ dùng là mộng lục. Trương Phú Quý xem ở trong mắt, đã biết thực lực Lưu Trường Hà người ta, nếu toàn bộ là ông ta mời khách, hắn sẽ luyến tiếc dùng rượu tốt như vậy. Tham dự tiệc rượu trưa hôm đó có Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt, cha con Trương Phú Quý, Lưu Trường Hà cùng ba đồ đệ của anh ta. Tám người chuẩn bị hai thùng rượu, xem trận thế này, Trương Hợp Hoang đã biết hôm nay là một hồi đại chiến. Sở thất nguyệt trước khi đến đã quyết định không uống rượu, cũng không có ai đi bức bách một cô gái đi uống rượu, nhưng trường hợp hoang vô luận thế nào cũng trốn không thoát. Cậu cũng làm tốt chuẩn bị, trước tiên dặn trước với sở thất nguyệt, nếu mình hôm nay uống quá nhiều, hy vọng sở thất nguyệt có thể xem ở phần cậu đã từng chiếu cố cô mà chiếu cố mình một chút. Sở thất nguyệt cho rằng trường hợp hoang hoàn toàn có thể không uống, ví dụ như nói tử lượng không được, ví dụ như nói đang uống thuốc vân vân, dù sao chỉ cần bản thân không muốn uống thì luôn có thể tìm được cớ, nhưng trường hợp hoang hôm nay chẳng những muốn uống, còn chuẩn bị uống nhiều. Không uống nhiều thì sao có thể để cho sở thất nguyệt chiếu cố mình. Đi nhà vệ sinh kiểm tra app Centurino một chút, nhìn xem có đạo cụ có thể giúp nâng cao tử lượng hay không, trường hợp hoang tử lượng cũng không kém, loại mộng lục này uống một cân khẳng định không vấn đề gì, nhưng hơi chút tính toán một chút, bỏ qua sở thất nguyệt cùng lái xe tiểu phương không uống rượu ra, còn lại 6 người mỗi người chia đều hai chai. Centurino lần này không có giúp cho ý tưởng của cậu trở thành hiện thực, thương phẩm bên trong vẫn thế, không có đạo cụ nâng cao tử lượng, trường hợp hoang quá khứ tử lượng khá lớn, nhưng sau khi cuộc đời quay lại có chút quý trọng đối với thân thể, cho nên vẫn không có uống cho sản khoái, hôm nay vừa vạn nghiệm chứng tử lượng một chút. Sau vài chén rượu, Trương Phú Quý biểu lộ thái độ trước, chỉ cần sở thất nguyệt đầu tư trại nuôi heo, ông ta sẽ lấy ra toàn bộ bản lĩnh của mình, tuyệt đối sẽ không giấu riêng, ông ta hiện tại gặp phải khốn cảnh, tiền vay đã đến kỳ hạn, chủ nợ tới cửa, nóng lòng thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt. Sở thất nguyệt hỏi ông ta trước đây có nuôi heo đen tinh phẩm hay không, ở trương phú quý thấy chỉ cần là nuôi heo, heo gì đến tay ông ta đều giống nhau, khẳng định có thể nuôi cho mập mạp. Trương hợp hoang nhắc nhở trương phú quý, nếu hợp tác thành công, về sau phải nuôi dưỡng khoa học, nuôi dưỡng khỏe mạnh, hơn nữa phải chú trọng an toàn thực phẩm. Trương Phú Quý bảo cậu không cần lo lắng chuyện này, mình đã bởi vì chất tạo nạc mà gặp hạn té ngã lớn như vậy, thật vất vả có cơ hội đông sơn tái khởi, sao có khả năng tái phạm sai lầm tương tự. Sở thất nguyệt làm việc cũng là người chú ý hiệu suất, thật ra cô trước đó cũng đã làm hai phương án, vốn cô muốn ngay từ đầu đã làm quy mô lớn, nhưng hôm nay sau khi khảo sát phát hiện, hiện thực tồn tại khoảng cách rất lớn với tưởng tượng trương hợp hoang cũng khuyên cô trước bắt đầu từ trại heo trương phú quý chờ sau khi bên này triển khai thuận lợi thì mới đầu nhập quy mô lớn hơn hơn nữa cách nói thu mua không bằng kiến thiết của trương phú quý cũng phù hợp với thực tế sở thất nguyệt trưng cầu ý kiến trương phú quý một chút ông ta là muốn lấy phương thức nhập cổ hay là lấy phương thức thù lao cố định để hợp tác trương phú quý vẫn quyết định nhập cổ ông ta hiện tại không có tài chính muốn một lần nữa khởi động trại nuôi heo toàn bộ đầu tư đều dựa vào sở thất nguyệt Sở Thất Nguyệt đưa ra một phương án, phương diện tài chính cô đến phụ trách bao gồm trả nợ cho Trương Phú Quý, Trương Phú Quý lấy kỹ thuật cùng nhân lực nhập cổ, Sở Thất Nguyệt đã làm hạch toán, cô chiếm 80% cổ phần, Trương Phú Quý chiếm 20% cổ phần, lợi nhuận sau này cũng dựa theo tỷ lệ như vậy mà phân chia. Trương Phú Quý đối với cái này cũng không dị nghị, dù sao ông ta không cần ra tiền, còn có thể một lần trả hết nợ, với ông ta mà nói không tồn tại phiêu lưu gì không có phiêu lưu còn có thể thu được 20% cổ phần công ty, tiền này nhắm chừng cũng là nhặt không, ông ta đương nhiên đáp ứng, hai người hẹn cuối tuần sẽ ký hợp đồng chính thức. Nói chuyện làm ăn xong, Trương Phú Quý đứng dậy bưng lên bình chia rượu, bắt đầu thể hiện ra văn hóa rượu riêng của người huyện Hán, hôm nay hắn là địa chủ, tuổi lại lớn nhất ở trong mọi người, cho nên ông đến sắp xếp một vòng trước. Cái gọi là sắp xếp một vòng, chính là lĩnh rượu. Trương Phú Quý bưng lên bình chia rượu, rót một ly đầy ngửa cổ uống cạn đây là quy củ của người huyện hán bình thường từ người tuổi lớn nhất lĩnh rượu ông kính trước sau khi uống xong mới rót rượu cho từng người ở đây đương nhiên khẳng định là phải ít hơn ly của ông rượu rót cho ai thì người đó phải uống cạn nếu chưa uống cạn thì ông ta cứ đứng đợi cho đến khi uống cạn thì lại rót cho đầy cốc nghe nói là quy củ từ đời hán cao tổ truyền xuống tới quy củ tổ tông không thể loạn lưu trường hà biết quy củ này cho nên sau khi tiếp rượu thoải mái uống cạn. Trường hợp Hoang nhập gia tùy tục, cũng uống xong ly đầu tiên. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, Trương Phú Quý sau khi lĩnh xong ly rượu này, bảo con của ông là Trương gia Tài lại lĩnh một vòng. Trương gia Tài lĩnh xong, Lưu Trường Hà bắt đầu lĩnh rượu, sau khi Lưu Trường Hà lĩnh rượu, hai đồ đệ của anh ta bắt đầu lĩnh, lái xe Tiểu Phương tuy không uống rượu, nhưng cũng lấy trà thay rượu sắp xếp một vòng. Sở Thất Nguyệt không uống rượu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê phát hiện lĩnh trụ cũng có bí quyết ví dụ như trương phú quý lĩnh trụ ông ta không rót rượu cho con lưu trường hà thời điểm lĩnh trụ cũng không rót cho đồ đệ thời điểm trương gia tài cùng đồ đệ lưu trường hà lĩnh trụ cũng không rót rượu cho cha cùng sư phụ qua lại bọn họ đều uống ít đi vài ly nhưng trường hợp hoang mỗi lần đều không sót cuối cùng thì những người xung quanh đều chút một mình cậu sở thất nguyệt lặng lẽ đá trường hợp hoang một cước mặt hàng này hôm nay hình như đặc biệt hưng phấn ai đến cũng không cự tuyệt, bình thường đầu óc không phải rất tốt sao. Hôm nay ngay cả lộ số rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra, lúc này nhắm chừng một cân rượu đã vào bụng, quá khứ không phát hiện hắn thích rượu như vậy, thực muốn uống nhiều để mình chiếu cố đây mà. Trương hợp hoang đã có vài phần cảm giác say, cười nói, em đá anh làm gì? Sở thất nguyệt bị hắn vạch trần trước mặt mọi người, có chút xấu hổ, không cẩn thận. Trương hợp hoang đứng lên, hôm nay khó được cao hứng như vậy, tôi nhập gia tùy tục, tôi cũng lĩnh một ly được không? Mọi người cùng kêu ủng hộ, Lưu Trường Hà nói, lĩnh rượu được thôi, nhưng dựa theo quy của huyện Hán chúng ta, trước xin chỉ thị lão đại ca. Hôm nay lão đại ca trên bàn rượu chính là Trương Phú Quý, Trương Phú Quý nói với con Trương Gia Tài, đi, rót rượu cho chú Trương. Trương Hợp Hoan nghe vậy muốn cười, nhớ tới thời điểm mới quen biết, mình đi trại nuôi heo phỏng vấn, Trương Phú Quý còn muốn chiếm tiện nghi của mình ở trên bối phận, căn cứ bối phận mặt hàng này đồng lứa với ông nội của mình nói cách khác trường hợp hoang bối phận chân thật thấp hơn cả trương gia tài nhưng hiện tại trương phú quý bảo trương gia tài gọi hắn là chú cái này không phải sai bối phận sao trường hợp hoang nói không dám nhận không dám nhận trương phú quý nói có gì không dám nhận cậu là bạn của tôi chính là huynh đệ của tôi nó là con của tôi lớn hơn cậu cũng phải gọi cậu là chú bối phận không thể loạn bối phận không tính là gì, tiền mới là ông nội, ai có tiền người đó chính là ông nội, dân chúng vốn là như vậy. Trương gia tài rót rượu cho Trương Hợp Hoang, đưa tới cho cậu hai cái ly nhỏ. Sở Thất Nguyệt nói, anh ấy đã lão đảo rồi, mọi người đừng chuốt như vậy nữa. Trương Hợp Hoang hắc hắc cười nói, đau lòng anh à. Sở Thất Nguyệt thật sự là không biết nói gì, mặt hàng này hôm nay giống như cố ý muốn uống cho say, thật muốn để cho mình hầu hạ hắn. Trương Hợp Hoang nói, mọi người đều lĩnh, tôi cũng phải lĩnh, bằng không tôi cũng không thoải mái. Lưu Trường Hà khen, Trương Lão Đệ tính tình được đó, huynh đệ này tôi không kết giao không. Trương Hợp Hoang uống trước một ly nhỏ gọi là xin rượi, sau đó bưng lên ly rượu trắng tràn đầy trước mặt ừng ực uống cạn, nhận được cả sảnh đường ủng hộ. Sở thất nguyệt xác thực có chút lo lắng cho hắn, uống như vậy xong thân thể sẽ chịu không nổi, hơn nữa Trương Hợp Hoang rõ ràng đã hôn mê, lĩnh rượu xong lại có thể quên rót rượu cho những người khác, tương đương với ly rượu này đã uống không? Sở thất nguyệt nói, đừng để anh ấy uống nữa, nhiều rồi. Trường hợp hoang cười có chút ngu ngốc, anh không uống nhiều, anh lưu lại một ly nữa. Lưu Trường Hà nghe cậu nói cũng không quá lưu loát, vì thế đề nghị uống xong ly rượu này thì chấm dứt tiệc rượu hôm nay. Trương Phú Quý đã bảo con đi thanh toán, đề xuất tính cả tiền rượu, Lưu Trường Hà nói bỏ đi, rượu là anh ta mang đến, người một nhà không cần thiết tính rõ ràng như vậy, thật ra hai thùng rượu còn đắt hơn so với bàn đồ ăn này, trương phú quý cũng chỉ là khách khí, thực để cho ông ta thanh toán tiền rượu thì cũng đau lòng. Trương hợp hoang hẳn đã say, đi đường đã tập tỉnh, sở thất nguyệt không thể không đỡ cậu, thời điểm ban đầu còn tưởng rằng mặt hàng này giả say muốn lừa mình đồng tình, sau lại phát hiện cậu là thực say, tính toán một chút, trương hợp hoang hôm nay uống gần hai cân rượu, mấu chốt là uống rượu quá nhanh, tất cả đều là ly lớn dốc vào bụng, đồ ăn cũng không thấy ăn được mấy miếng. Thời điểm xuống thang lầu, Lưu Trường Hà hảo tâm lại đây dìu cậu, lại bị Trương Hợp Hoang đẩy sang một bên, đồng thời hất cánh tay sở thất nguyệt ra, sở thất nguyệt lại muốn đi đỡ cậu, không thể tưởng được mặt hàng này lại duỗi cánh tay trực tiếp khoát lên trên vai mình, trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy mình. Trọng tâm thân thể đều đặt ở trên người mình, sở thất nguyệt lại bắt đầu hoài nghi mặt hàng này là giả say, sau đó thừa dịp cháy nhà mà đi đánh cướp. Trương Hợp Hoang thang thở một câu, đầu anh xoay vòng vòng. Sở thất nguyệt oán giận nói, xứng đáng, lâu nay đâu có uống. Rồi cẩn thận đỡ cậu đi xuống thang lầu. Lưu Trường Hà bảo đồ đệ đi ở phía trước, đề phòng trường hợp hoang trượt chân ngã xuống. Anh ta ở phía sau phụ trách bảo hộ, trường hợp hoang quay đầu cười cười với anh ta, ánh mắt trong sáng. Lưu Trường Hà nhất thời rõ ràng tiểu tử này căn bản là không có say, hoàn toàn là giả bộ, giả say đánh lộ số chiếm đồng tình cô nương nhà người ta, hiện tại người trẻ tuổi thực biết chơi mà tiểu phương lái xe trở lại võ quán sở thất nguyệt vốn nghĩ đám người lưu trường hà sẽ hỗ trợ chiếu cố trường hợp hoang một chút nhưng toàn bộ hành trình không thấy có ai đưa tay hỗ trợ đến nơi lưu trường hà nói một câu sở tiểu thư phiền toái cô chiếu cố trường hợp hoang tôi cũng uống nhiều tiểu phương cậu đưa tôi về nhà đi thật ra lưu trường hà tuy uống không ít nhưng còn chưa tới bước uống quá nhiều anh ta là muốn giúp người như ý sở thất nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể làm gậy người của trương hợp hoang, đỡ cậu đi tới xe của mình, kéo cửa sau ném trương hợp hoang lên ghế sau, đã mệt ra một thân mồ hôi. Lại nhìn đám người lưu trường hà đã đi rồi, sở thất nguyệt căm giận nói, anh cứ nhìn xem, anh kết giao bạn bè gì vậy. Tất cả đều là bạn nhậu, uống xong cũng không có ai hỗ trợ cả. Trương hợp hoang lầm bầm không biết nói cái gì, sở thất nguyệt nhìn chân cậu còn ở bên ngoài, lại phải đi nhét chân của cậu vào, mất một hồi mới có thể đóng cửa xe lại trở lại ngồi ở ghế điều khiển nhìn thấy cành hoa hồng hắn tặng mình nhìn không được cười lên thở dài nói trường hợp hoang à trường hợp hoang em biết anh nghĩ thế nào có phải mượn rượu giả điên hay không đáng tiếc tửu lượng của anh không được có bản lãnh thì uống cho mọi người đều nằm sấp hết sao cuối cùng uống nhiều nhất lại là chính mình chứ sở thất nguyệt lái xe chạy về khách sạn hán viên chuẩn bị giúp trường hợp hoang thuê phòng nhìn trạng thái của cậu trước mắt Hôm nay là không có biện pháp về bằng thành. Đi vào khách sạn Hán Viên, đổ xe xong, Sở Thất Nguyệt kéo ra cửa xe bên kia vỗ vỗ đầu Trương Hợp Hoang, "Tỉnh tỉnh, chứng minh nhân dân của anh đâu?" Trương Hợp Hoang than thở, "Mẹ, mẹ đừng đụng đến con, để con ngủ một chút." Sở Thất Nguyệt nghe hắn gọi mình mẹ, cho rằng hắn là thực say, nhịn không được cười nói, "Con ngoan, con đưa chứng minh nhân dân cho mẹ, mẹ lấy cho con gian phòng nghỉ ngơi." "Không cần phiền như vậy." Cứ ở chung một gian là được mà. Nghĩ đẹp quá mà. Sở Thất Nguyệt kề sát vào nhìn nhìn Trương Hợp Hoang, lại có chút hoài nghi hắn giả say. Lúc này điện thoại di động của cô kêu lên, Sở Thất Nguyệt nhìn thoáng qua không bắt máy. Đối phương vẫn bám riết không tha gọi tới, Sở Thất Nguyệt vẫn không để ý, bỗng nhiên nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi quần áo rất chăm chút cầm điện thoại đi về phía cô, người đến là Khâu Quốc và một trong các giám đốc của Hoa Phương, là một nhân tài trẻ tuổi anh ta là từ hổ hải đến huyện hán tham gia cuộc họp ban giám đốc khâu quốc phàm cầm điện thoại di động vẫy vẫy sở thất nguyệt đi đến trước mặt cô nói sở tổng sao không tiếp điện thoại của tôi sở thất nguyệt nói anh tìm tôi làm gì tôi chưa từng tới huyện hán cho nên muốn tìm một hướng dẫn du lịch miễn phí thuận tiện báo cáo công tác với cô một chút sở thất nguyệt nói huyện hán không có gì để xem diện tích cũng không lớn anh không lạc đường được đâu biết thằng nhãi này muốn theo đuổi mình nhưng không có cảm giác gì với người này khâu quốc phàm ngửi được mùi rượu nồng nặc lưu ý đến bên trường hợp hoang trong xe đây là sở thất nguyệt nói bạn trai của tôi anh tới vừa lúc giúp tôi đỡ anh ấy đi nếu không phải muốn để khâu quốc phàm biết khó mà lui cô sẽ không nói như vậy khâu quốc phàm ngẩn ra một chút cái gì bạn trai của cô tôi sao không biết tôi tìm bạn trai cần báo cáo với anh sao hỗ trợ chút, đừng đứng ra đó, anh cũng không thể để tôi cổng anh ta chứ. Khâu quốc phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, giúp đỡ sở thất nguyệt đưa trương hợp hoang ra khỏi xe, sở thất nguyệt từ trong ba lô của trương hợp hoang tìm được chứng minh nhân dân, để khâu quốc phàm đỡ cậu đi ở phía sau, mình đi làm thủ tục lấy phòng cho trương hợp hoang trước. Trương hợp hoang căn bản đi không nổi, khâu quốc phàm cũng không muốn cổng cậu, bảo nhân viên khách sạn đẩy xe hành lý lại đây, hỗ trợ đặt trương hợp hoang ở trên xe hành lý, nếu không phải sở thất nguyệt dặn dò thật muốn mặc kệ mặt hàng này ở trên đất trường hợp hoang căn bản là không có say vốn muốn mượn rượu giả say kéo gần khoảng cách với sở thất nguyệt một chút không nghĩ tới nhảy ra một người cạnh tranh con cháu này cũng không phúc hậu lại có thể nhét lão tử vào xe hành lý rõ ràng là muốn để lão tử cho người ta nhìn nó mà nhân viên phục vụ hỏi đây là bạn của ngài à khâu quốc phàm lắc lắc đầu nói một tử quỷ nhét nhác mà thôi tôi cũng không có loại bạn thế này Trương Hợp Hoang trong lòng nói cho mày mặt mũi, mày liền làm ra vẻ như vậy, lão tử mới khinh thường kết giao với mày đó. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu ngồi trên xe hành lý, bị người xem thành hành lý đẩy tới sảnh khách sạn. Sở Thất Nguyệt lúc này đã giúp Trương Hợp Hoang làm thủ tục nhận phòng, nhìn thấy Trương Hợp Hoang bị dùng phương thức như vậy đưa vào không khỏi muốn cười, tùy tay chụp mấy tấm ảnh, chờ hắn tỉnh lại cho hắn xem, xem có dọa người hay không. Nhân viên phục vụ hỗ trợ đẩy Trương Hợp Hoang tới trước thang máy sở thất nguyệt cùng khâu quốc phàm đỡ hắn lên đi vào thang máy khâu quốc phàm nhịn không được nói sở tiểu thư ngài về sau kết bạn phải cẩn thận xã hội này người là phân tầng cấp sở thất nguyệt tức giận nói tôi kết bạn với ai là chuyện của tôi không tới lượt anh nhắc nhở trường hợp hoang thầm khen cô nói rất tốt khâu quốc phàm này thực không phải thứ gì tốt ăn mặc cao cấp chút thì cảm thấy tài trí hơn người sao khâu quốc phàm gật gật đầu bên ngoài lại tiến vào ba cô gái đang nói nói cười cười Thang máy bắt đầu đi lên, đột nhiên cô gái ở giữa hét lên, giận dữ quay đầu lại, ánh mắt tập trung khâu quốc phàm, vung tay chính là một cái tác, lưu manh. Khâu quốc phàm bị một cái tác này làm cho ngơ ngác, tức giận mặt đỏ bừng lên, cô vì sao đánh tôi? Anh sờ mông tôi làm gì? Tin tôi báo cảnh sát hay không? Hai người bạn bên cạnh cũng kêu lên theo, báo cảnh sát bắt hắn. Khâu quốc phàm đương nhiên rõ ràng mình không sợ, anh ta xoay mặt nhìn trương hợp hoang, trường hợp hoang tựa đầu vào vai sở thất nguyệt một tay cắm ở trong túi một tay khoác lên trên vai sở thất nguyệt xem ra giống như đang ngủ đối với chuyện xảy ra vừa rồi không biết gì cả khâu quốc phàm khẳng định là giữa người này cùng sở thất nguyệt có người đã làm sở thất nguyệt hẳn không nhàm chán như vậy cho nên chỉ có thể là trường hợp hoang khâu quốc phàm cả giận nói báo cảnh sát thì báo cảnh sát chúng ta có camera nhìn xem đến cùng là ai sợ ai sở thất nguyệt nói bỏ đi cũng không phải là chuyện gì lớn. Cô thanh âm hữu khí vô lực, rõ ràng sức lực không đủ. Cô giá kia nghe cô nói như vậy nhất thời phát hỏa, bỏ đi. Hắn không sờ cô, chuyện này không để yên, gọi bảo an, xem camera, tôi hôm nay cũng không tin, nhìn anh ta như vậy, không thể tưởng được lại hạ lưu đến thế. Khâu quốc phàm bị mắng máu chó phun đầu, người này cũng tích cực hẳn lên, xuống thang máy cùng cô gái tác mình kia đi tìm bảo an xem camera. Sở Thất Nguyệt không đi cùng bọn họ, cô trước đưa Trương Hợp Hoang về phòng, đỡ Trương Hợp Hoang vào trong phòng, thật vất vả mới đưa hắn lên trên giường, Trương Hợp Hoang ngã chỏng vó nằm ở trên giường, giống như lợn chết vậy. Sở Thất Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, xoay người đi lấy nước khoáng. Trương Hợp Hoang mở một mắt, lặng lẽ quan sát hành động của Sở Thất Nguyệt, cô nàng này vẫn quan tâm tới mình, nghe được tiếng bước chân của Sở Thất Nguyệt, nhanh nhắm mắt lại. Thình lình một chai nước khoáng ướp lạnh rót xuống. Trương Hợp Hoang giật mình một cái ngồi dậy, làm gì vậy? Sở Thất Nguyệt mang chai khoáng nện ở trên người cậu, làm bộ, cứ làm bộ tiếp đi, không biết xấu hổ, anh cho rằng em không phát hiện là anh sờ mông người ta sao? Trương Hợp Hoang đưa tay lau quệt nước ở trên mặt, giả ra vẻ mặt vô tội nói, cũng không biết em nói cái gì, anh uống nhiều, anh không nhớ rõ cái gì cả. Trương Hợp Hoang, có giả nữa cũng không được, ra tay vừa đen vừa mau, nhéo sưng cả mông người ta lên rồi xúc cảm thế nào? Trường hợp hoang biết đã bại lộ, vừa rồi ở trong thang máy ra tay rõ ràng rất kín, rất nhanh, chủ yếu là nhìn khâu quốc phàm con cháu kia không vừa mắt, muốn hố hắn một chút, chuyên môn tránh né camera, nhưng không nghĩ tới vẫn bị sở thất nguyệt phát hiện, cô nàng này mắt rất tặc. Trường hợp hoang đứng dậy lão đảo, đưa tay đi về phía sở thất nguyệt, bị sở thất nguyệt dùng ra giường trắng ở trước ngực, thành thật chút cho em, bằng không em sẽ gọi bảo an đến đây, nói ra tất cả những chuyện thiếu đạo đức của anh vừa rồi. Trương Hợp Hoang nói, anh đi nhà vệ sinh. Sở Thất Nguyệt tránh ra, Trương Hợp Hoang đi vào nhà vệ sinh, điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt kêu lên, cô nhìn thoáng qua là Khâu Quốc Phàm, lần này bắt điện thoại, Khâu Quốc Phàm vừa mới cùng mấy cô gái kia đi phòng camera xem phát lại, Sở Thất Nguyệt cảm thấy chân tướng khả năng đã được công bố. Sở mong người ta là cái tay heo của Trương Hợp Hoang, Sở Thất Nguyệt thực sự tức giận, tức giận không phải trường hợp hoang vu hãm khâu quốc phàm, mà là cô nghĩ trường hợp hoang sao có thể vô sĩ như vậy, sợ mông con gái nhà người ta. Khâu quốc phàm kêu khổ không ngừng ở trong điện thoại, đã xem qua camera theo dõi, bởi vì vấn đề góc độ nên căn bản thấy không rõ đã xảy ra cái gì, hiện tại mấy cô gái kia cương quyết không buông tha, phương diện khách sạn cũng chuẩn bị báo cảnh sát xử lý, anh ta hy vọng sở thất nguyệt có thể đến hỗ trợ chứng minh một chút. Sở thất nguyệt biểu hiện thật sự lạnh lùng, Nói cho khâu quốc phàm cô không thấy cái gì cả, cho dù đi cũng không thể hỗ trợ chứng minh cái gì, bảo khâu quốc phàm tự mình xử lý, thật sự không được có thể liên hệ chú tư sở quốc lực của cô, sở quốc lực nhân mạch ở huyện Hán khá rộng, giải quyết chuyện này hẳn không khó. Trương hợp hoang từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy khuôn mặt hổ của sở thất nguyệt, mặt dày cười nói, tức giận à. Không đáng tức giận với người như anh. Trương hợp hoang nói, anh vừa rồi thực sự là uống nhiều, nghĩ ngươi phía trước là em cho nên anh mới sờ soạn một chút. Sở thất nguyệt đỏ mặt, tức giận đến chà chà chân, anh thật không biết xấu hổ. Xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác có chút nguy hiểm, cùng mặt hàng này đứng ở trong một phòng không chừng hắn mượn chút ý rượu làm ra chuyện gì khác người nữa. Trường hợp hoang lắc lắc đầu, phụ nữ mà, nguyên nhân sở thất nguyệt tức giận có lẽ là cậu sờ mông người ta, khả năng sờ cô ta cũng không tức giận như vậy. Trường hợp hoang cũng không đuổi theo giải thích, tắm rửa một cái, lấy ra quần áo mới mặc vào, uống nhiều như vậy nói không say chút nào là không có khả năng, bất quá còn chưa tới mức say mềm, trụ không tệ, tử lượng lại càng không tệ. Trường hợp hoang tới trước cửa sổ phòng nhìn ra bãi đổ xe một chút, thấy xe của sở thất nguyệt còn đậu ở nơi đó. Lại nhìn thấy khâu quốc phàm từ trong khách sạn đi ra ngoài, bên cạnh còn có một người áo sơ mi trắng quần đen cầm theo một chiếc cặp đen, ăn mặc như vậy không phải luật sư thì chính là bán bảo hiểm. Ba cô gái vừa rồi phát sinh xung đột đi ở một phía khác, bọn họ hẳn đã đạt thành hiệp nghị giải hòa, còn phất vất tay chào nhau, xem ra chuyện này đã chấm dứt thuận lợi. Nhìn nhìn thời gian, 4 giờ chiều, trường hợp Hoang nhắm chừng lúc này Sở Thất Nguyệt đang nổi nóng, vẫn đừng đi chọc giận là tốt nhất, ở trong phòng ngủ 1 giờ, bị ba cậu là Trương Gia Thành điện thoại đánh thức, bảo cậu buổi sáng ngày mai về bằng thành, muốn gặp mặt cậu một lần. Trương Gia Thành có ba con gái, Trước mắt duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có đứa con trai này, con gái lớn trường hợp hơn, con gái nhỏ trường hợp nguyệt tất cả đều không quan tâm tới ông ta, dựa theo cách nói của Trương Gia Thành, bọn nhỏ đều bị Liễu Vân Tư kéo chạy, ngay cả cha ruột cũng không biết. Trường hợp hoang hẹn với ba gặp mặt ở gần đài vào giữa trưa, sau khi cuộc đời trở lại thì vẫn chưa gặp mặt cha ruột, chỉ thông qua vài lần điện thoại, cậu cũng thực chờ mong đối với lần gặp mặt này. Đến 6 giờ, trường hợp hoang hơi chút sửa sang lại một chút, Đi cách vách tìm sở thất nguyệt, cậu nắm trong tay đối với thời gian cực kỳ chuẩn xác, cho cảm xúc buồn bực của sở thất nguyệt một khoảng thời gian tương đối rộng để tiến hành giảm sốc. Cậu cũng có thể nhìn ra sở thất nguyệt là tức giận cậu sờ soạn người khác. Cậu cũng nghĩ lại một chút, cũng biết chuyện này làm không ổn, sao để cho sở thất nguyệt phát hiện được? Nhất ba lượt chung cửa sở thất nguyệt mới ra mở cửa phòng, bất quá chỉ mở một nửa, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua khe cửa lạnh lùng nhìn cậu, có việc. Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Sở Thất Nguyệt thình một tiếng đóng cửa phòng lại. Trương Hợp Hoang ăn cái bế môn canh, đưa tay chuẩn bị lại nhấn chuông cửa, Sở Thất Nguyệt đã lại mở cửa ra, anh ấn nữa em sẽ báo cảnh sát. Trương Hợp Hoang nói, em đừng gọi, anh đi vậy. Cậu vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy có hai người cảnh sát đi về bên này. Trương Hợp Hoang ngẩn ra, em thật báo cảnh sát à? Nhưng nghĩ lại thì cho dù báo cảnh sát cũng không có khả năng đến nhanh như vậy sở thất nguyệt bởi vì góc độ trong phòng nhìn không thấy cảnh sát đã đóng cửa lại nhìn không được muốn cười xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy có hai cảnh sát đi đến bên cạnh trường hợp hoang một trái một phải cô có chút kỳ quái mình rõ ràng không báo cảnh sát đây lại là tình huống gì trường hợp hoang lại làm ra chuyện trái pháp loạn kỹ gì đây thật ra sở thất nguyệt đã sớm hết giận hơn nữa rồi liền mở cửa hỏi đã xảy ra tình huống gì một cảnh sát trong đó nói cho sở thất nguyệt có người báo cảnh sát tố cáo trương hợp hoang nói cậu vừa rồi quấy rối phụ nữ ở trong thang máy sở thất nguyệt biết trương hợp hoang không oan uổng nhưng loại thời điểm này vẫn đứng phía trương hợp hoang cô hỗ trợ chứng minh không có chuyện đó vừa rồi trương hợp hoang uống nhiều toàn bộ hành trình là cô đỡ hắn cũng không phát hiện điều gì từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu trái với lương tâm hỗ trợ làm bằng chứng giả cảnh sát cũng không tin lời nói không không của sở thất nguyệt nói cho cô biết mấy cô gái kia đều chờ ở trong đồn cảnh sát bọn họ có thể làm chứng, hiện tại muốn đưa trường hợp hoang trở về điều tra, nếu sở thất nguyệt là người chứng kiến hiện trường, cô cũng có thể đi đồng cảnh sát làm chứng. Sở thất nguyệt đối với trường hợp hoang rõ ràng không giống với khâu quốc phàm, khâu quốc phàm gọi điện thoại nói hết lời, cô cũng không chịu đi hỗ trợ, nhưng trường hợp hoang từ đầu tới đuôi không nói lời nào, cô đã chủ động đi theo, chuyện tức giận vừa rồi đã hoàn toàn quên đi. Trường hợp hoang nói với sở thất nguyệt, thất nguyệt, em không cần đi, thanh giả tự thanh, anh đi đối chất với họ. Sở thất nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, thanh giả tự thanh, hắn thanh cái rắm, mình vừa rồi rõ ràng thấy hắn sờ người ta, thật sự là oan nghiệt, căn bản là không nên quản hắn, xứng đáng để cho hắn bị người tố cáo, ai bảo hắn đùa dẫn lưu manh, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, hai chân lại không nghe lời, vẫn đi theo trường hợp hoang. Trương hợp hoang nhìn thấy sở thất nguyệt ở loại tình huống này vẫn không rời khỏi mình, thật có chút cảm động. Trong lòng nghĩ chuyện này không đúng, mình rõ ràng hoàng mỹ tránh được camera theo dõi, ra tay ổn chuẩn ác, vì sao còn có thể bị người tố cáo. Lúc ấy cô gái bị mò rõ ràng cho khâu quốc phàm một cái tác, nhận định là hắn ta quấy rầy, sao lại đột nhiên chuyển dời lên trên đầu mình. Chẳng lẽ cẩn thận mấy cũng có sai sót hay là bị camera bắt giữ được. Trường hợp hoang thời điểm tiến vào thang máy, đã lặng lẽ quan sát camera, trong đầu phát lại hiện trường phạm tội, quá trình mình gây án khả năng bị phát hiện cực kỳ nhỏ bé một cảnh sát cố ý nhìn thoáng qua camera nói với trường hợp hoang hiện tại nơi nơi đều là camera theo dõi chỉ cần đưa tay tất bị bắt sở thất nguyệt đi theo có chút xấu hổ tên chết tiệt không biết xấu hổ này lại có thể sờ mông người ta mình sao lại cắn răng giúp hắn làm bằng chứng giả mà nói không phát hiện gì chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh vạn nhất trong tay cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ phạm tội xác thực của hắn thì sao trường hợp hoang tố chất tâm lý tuyệt hảo hắc hắc cười cười nói tôi thân chính không sợ bóng tà ngài cũng đừng hù tôi tôi sẽ đối chất cùng người bị hại thật ra hai cảnh sát cũng có chút kỳ quái cô gái đi theo hẳn là bạn gái của hắn tiểu tử này cũng thật là có bạn gái xinh đẹp như vậy còn đi làm loại chuyện dọa người này hắn đói khát lắm à đến đồn cảnh sát ba cô gái kia đều ở đó cô gái mặc váy hoa lam ở giữa chính là người bị hại nhìn thấy trường hợp hoang cô ta lập tức xông lên chỉ vào hắn nói anh ta anh ta sờ tôi Trương Hợp Hoang nói, tôi nói cô, cô phải nhìn cho rõ ràng, nếu hủy danh dự của tôi là phải truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô đó. Ba cô gái cùng nhau vây lên, chỉ vào Trương Hợp Hoang, lúc ấy hai người bọn họ đứng ở phía sau chúng tôi, anh ta ra tay quấy rối, chúng tôi đều thấy. Sở Thất Nguyệt cực kỳ xấu hổ, nhưng cô cũng không thể không quản Trương Hợp Hoang, các cô lúc ấy quay lưng về phía chúng tôi, tôi không biết các cô làm sao mà thấy được, sau đầu cũng có mắt à? ba cô gái nhìn sở thất nguyệt bằng tâm mà nói người ta bộ dạng xinh đẹp hơn so với các cô xem tình hình hẳn là bạn gái trường hợp hoang sở thất nguyệt kiên trì tiếp tục bảo vệ trường hợp hoang lúc ấy anh ta uống say tôi phải đỡ anh ta anh ta đứng cũng đứng không vững sao có khả năng làm chuyện mà các cô nói được một cô gái nói rượu có thể loạn tính một người uống say lực khống chế là rất yếu cô cũng đừng bảo hộ anh ta bạn trai như vậy nhanh chia tay đi anh ta chính là đại tra nam ăn trong bát nhìn trong nồi. Sở thất nguyệt đang muốn giải thích trường hợp hoang không phải bạn trai của mình, trường hợp hoang đã nói, sao lại nói như vậy? Gỡ 10 tòa miếu không bằng hủy một cuộc hôn nhân có biết không? Bạn gái tôi muốn diện mạo có diện mạo muốn dáng người có dáng người, tôi không sờ cô ấy mà đi sờ các cô. Tôi hạ tiện như vậy sao? Sở thất nguyệt trong lòng trả lời, anh có, anh còn hạ tiện hơn như vậy nữa, dám làm mà không dám nhận, tôi còn phải giúp anh chùi đít, thật sự là xấu hổ chết người. Mấy cô gái bị những lời này của Trương Hợp Hoang làm khựng lại, nói lời thật, nhìn thấy giá trị nhan sắc của sở thất nguyệt bọn họ đáy lòng cũng cảm thấy không tự tin, người ta nói là lời nói thật, phàm là đàn ông nhìn thấy các cô đứng chung một chỗ cũng sẽ không lựa chọn quấy rầy các cô, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa. Ngay cả ánh mắt cảnh sát nhìn các cô cũng mang theo hoài nghi. Một cô gái đột nhiên nói, trên thế giới này biến thái rất nhiều. Trường Hợp Hoang đang nghe chuyện trên TV audio CV nói, cảnh sát đồng chí, các anh cũng không thể nghe lời nói một phía chứ, lúc ấy đứng ở phía sau họ không chỉ hai chúng tôi, còn có một người gọi là Khâu Quốc Phàm, lúc ấy vị mỹ nữ này còn đánh Khâu Quốc Phàm một cái tác, bọn họ phát sinh tranh cãi đi phòng camera của khách sạn xem lại video. Nếu nói không rõ ràng, vậy lấy đoạn video lúc đó ra xem, tôi nói các anh cũng có thể gọi Khâu Quốc Phàm kia đến điều tra, các anh không thể bỏ qua một người xấu cũng không thể oan uổng một người tốt phải không? Ba cô gái nói, chúng tôi chính mắt đều thấy còn có thể sai sao? Sở Thất Nguyệt hiện tại có thể kết luận ba người này là nói dối, thời điểm Trương Hợp Hoang làm chuyện đó, chỉ có cô thấy được. Trường hợp Hoang trong lòng nói đó chính là camera không quay được, bằng không cảnh sát đã sớm lấy ra rồi, cậu cười nói, tôi hiện tại hoài nghi các cô lén đạt thành hiệp nghị cùng Khâu Quốc Phàm, liên thủ vô hãm trong sạch của tôi, tôi không ngại cảnh cáo các cô nếu tra ra các cô là vu cáo hoặc là thu chỗ tốt của khâu quốc phàm tôi sẽ không tha cho các cô tôi sẽ bất kể trả giá truy cứu trách nhiệm pháp luật của các cô ba vị cô gái rõ ràng bị trường hợp hoang nói làm cho e ngại nhìn lẫn nhau một chút lúc này ngay cả sở thất nguyệt cũng nhìn ra tình huống không quá đúng trường hợp hoang làm chuyện này ban đầu thật ra chính là muốn hãm hại khâu quốc phàm hắn có thể làm mùng một khâu quốc phàm có thể làm mười lăm nhắm chừng khâu quốc phàm đã lén đạt thành hiệp nghị cùng ba cô gái, hoặc là cho các cô gái này điều kiện nào đó không thể cự tuyệt, để cho các cô đưa đầu mâu chỉ hướng trương hợp hoang, đàn ông đều âm hiểm như vậy sao? Cảnh sát nhắc nhở trương hợp hoang, đồng chí trương hợp hoang, anh nói chuyện tốt nhất chú ý chút, nơi này là đồn cảnh sát, không được đe dọa người khác. Cô gái tố cáo Trương Hợp Hoang quấy rầy kia nghe thấy tên của cậu chợt ngẩn ra một chút, rồi hỏi, anh gọi là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bất quá chuyện tốt không ra cửa tiếng giữ đồn xa, nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài chỉ sợ cũng khó coi, nói không chừng giá trị danh dự sẽ sụt giảm, chuyện hôm nay cũng có chút khó tính toán. Anh có phải là người dẫn chương trình trường hợp hoang đài phát thanh bằng thành không? Cô gái nọ hỏi. Trường hợp hoang ngẩn ra, mình hiện tại danh khí lớn như vậy sao? Chẳng lẽ cô gái này là fan của mình? Trường hợp hoang nói, là tôi, có gì à? Cô gái nọ kích động rú lên, ba người lại vây lên. Cảnh sát có chút sợ hãi, chạy nhanh qua nhắc nhở các cô bảo trì khoảng cách, sợ ba cô gái xông lên làm một trận cấu xé mặt người dạ thú, vậy đánh một trận thì khó mà can. Lão đại, chúng em thật không nghĩ là anh, chúng em đều là thành viên hợp gia hoang, đều là fan của anh. Ngay cả bản thân trương hợp hoang cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyển biến như vậy, chớp chớp mắt nói, trong thang máy thực không phải tôi sở thất nguyệt nhìn thấy cục diện như vậy đã biết mặt hàng này sẽ không có việc gì thật không biết xấu hổ sờ mông phan sờ xong rồi còn không dám thừa nhận ba cô gái kích động mặt đỏ bừng người bị sờ tên là dương nhất đồng kia cười nói không sao không sao cái này thật xấu hổ trường hợp hoang hiện tại mới ý thức được có chút dọa người ba em gái các em hẳn là hiểu lầm anh anh sao có khả năng làm loại chuyện này không sao không sao cảnh sát ở một bên cũng không rõ đến cùng là tình huống gì nên hỏi dương nhất đồng đến cùng có phải anh ta quấy rầy cô không dương nhất đồng cười nói anh ấy là lão đại của chúng em chúng em đều là người một nhà hiểu lầm hiểu lầm vẫn không nói đến cùng là trường hợp hoang có sờ mó cô ta hay không cảnh sát truy hỏi một câu cô còn muốn cáo buộc không dương nhất đồng lắc lắc đầu không tố cáo không tố cáo đều là người một nhà không sao cả những lời này có thể suy luận là vẫn cho rằng trường hợp hoang sờ mông cô ta nhưng cô ta vui lòng cô ta không tố cáo sở thất nguyệt xoay người đi thời điểm trường hợp hoang ý thức được cô đã đi liền nhanh đi ra ngoài đuổi theo cô ta thất nguyệt em đừng đi ba phan đuổi tới lão đại chúng ta chụp ảnh chung đi trường hợp hoang cười nói tốt tốt yêu cầu này thực không tiện cự tuyệt dù sao trong lòng cũng xấu hổ lấy loại phương thức này để bồi thường tổn thất của Phan một chút. Ba Phan vây quanh lên, một người trong đó đưa điện thoại di động cho Sở Thất Nguyệt, "Cảm ơn, giúp chúng tôi chụp một tấm với." Sở Thất Nguyệt thật sự là hết chỗ nói, vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đưa Trương Hợp Hoang vào trại giam, sau khi biết thân phận của Trương Hợp Hoang, cả đám nhất thời biến thành Phan cùng, "Hiện tại Phan thế nào vậy?" Gặp thần tượng là chỉ số thông minh liền ra vấn đề sao? Sở thất nguyệt hận không thể vạch trần bộ mặt xấu xí của trương hợp hoang, vừa rồi hắn sờ cô, hắn chẳng những sờ soạn còn hung hăng nhéo mông của cô, khả năng giấu tay vẫn còn ở đó. Sở thất nguyệt chung quy không làm như vậy, không phải nhân từ nương tay, mà là vì cô rõ ràng, cho dù chứng minh trương hợp hoang sờ mông dương nhất đồng, dương nhất đồng cũng sẽ không để ý, xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hạnh phúc của cô ta, chỉ sợ trương hợp hoang có yêu cầu gì quá phận cô ta cũng không ngại. Hai cô gái mỗi người kéo một cánh tay Trương Hợp Hoang, để cho Sở Thất Nguyệt chụp ảnh cho họ. Sở Thất Nguyệt liên tiếp chụp mấy tấm, rồi trả điện thoại di động lại cho Dương Nhất Đồng. Dương Nhất Đồng cầm lấy vừa xem, phát hiện toàn bộ chụp ảnh chung đều có chung một đặc điểm, tất cả bộ phận của Trương Hợp Hoang từ cổ trở lên đều đã biến mất. Ba cô gái đều không vui, sao vậy chứ? Mặt đâu? Trương Hợp Hoang đi qua nhìn đã biết Sở Thất Nguyệt dùng phương thức này mắng hắn không biết xấu hổ nên lại chụp ảnh lưu niệm với từng người một, lại lấy ra một sấp vé vào cửa nghe nhạc đưa cho các cô làm bồi thường. Dương Nhất Đồng chủ động yêu cầu ác uy chát của Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang cũng không cự tuyệt. Thật vất vả thoát khỏi ba phan nữ dây dưa, đi ra cửa đuổi theo sở thất nguyệt, phát hiện sở thất nguyệt cũng không đi xa. Trương Hợp Hoang chạy chậm hai bước rồi bước chậm, cười tủng tỉm đi tới trước mặt sở thất nguyệt. Sở thất nguyệt nói, chúc mừng anh tránh được một kiếp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lấy đá đập chân mình. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Anh chỉ là đối với khâu quốc phàm kia thôi, như rùi bỏ lúc ẩn lúc hiện ở bên em. Sở thất nguyệt nói, vậy anh không phải rùi bỏ. Trương hợp hoang nói, em nên nghĩ đây là vấn đề của em, vì sao luôn chọc tới rùi bỏ. Sở thất nguyệt xoay người bước đi, trương hợp hoang bước nhanh theo sau, đừng nóng giận, đều là anh sai. Anh sai chỗ nào? Trường hợp hoang thâm tình chân thành nhìn sở Thất Nguyệt nói Anh sai ở quá yêu em Thật ra anh đời này ghét nhất chính là loại đàn ông tùy tùy tiện đã động tay động chân với phụ nữ này Nhưng anh lại cố tình làm cho bản thân trở thành cái loại đáng tẩm đó Thất Nguyệt, em có biết không? Anh không thể thấy đàn ông khác tới gần em Nhìn thấy họ tới gần em Anh cảm giác như thứ gì đó trân quý nhất của bản thân bị mạo phạm Loại cảm giác lo được lo mất này em có hiểu không? Anh tuy sờ soạn cô gái đó nhưng anh không có một chút tà niệm nào với cô ta, lòng của anh là thuần khiết, cho dù anh sờ cô ta, anh cũng là vì em, nếu yêu em là có tội, anh sẽ tội đáng chết vạn lần. Trương Hợp Hoang, anh hình như vẫn không ý thức được sai lầm của anh. Sở Thất Nguyệt biết rõ mặt hàng này là đang giả bộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Trương Hợp Hoang thở dài nói, nếu không vì quá yêu em, anh sao lại chấp nhặt với loại rác rưởi khâu quốc phàm này, nhưng anh không nên nhéo mông cô gái đó anh hôm nay uống cũng nhiều, bình thường anh cũng quân tử mà, em biết anh cũng đã một đoạn thời gian, em nói anh đối với em có làm ra chuyện gì quá phận hay không? Sở Thất Nguyệt ngẫm nghĩ phương diện này thật ra không có, bất quá vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, anh có biết hành vi của anh ghê tởm tới chừng nào không? Em rõ ràng thấy được chân tướng, em còn phải trái với lương tâm giúp anh làm chứng cứ giả. Trường hợp Hoang liên tục gật đầu, anh biết, anh biết em rất tốt với anh. Chứng minh ở sâu trong lòng em cũng yêu anh giống như anh yêu em. Lăn một bên đi, em hận không thể một cước đá chết anh. Anh nói anh dù gì cũng là một người dẫn chương trình có chút danh tiếng, vạn nhất bị camera quay được, chuyện hôm nay có chứng cứ, ngày mai anh sẽ tiếng xấu lan xa, còn bị câu lưu vì tội lưu manh, anh nói anh có dọa người hay không? Trường hợp Hoang nói, nói rất đúng, anh cũng thấy rất dọa người, quá khứ đều nói rượu có thể loạn tính, anh còn không tin hôm nay phát sinh ở trên người anh anh thực tin rồi thất nguyệt không bằng em cho anh cơ hội lập công chuộc tội sở thất nguyệt nói anh lập công chuộc tội như thế nào anh mời em ăn cơm quán nướng đại hồng bằng có được không hồi ức một chút thời gian tốt đẹp hai ta lần đầu dùng bữa tối với nhau còn dám uống anh lại uống không biết còn làm ra chuyện vô liêm sĩ gì lúc này sở thất nguyệt thật ra đã nguôi giận điện thoại di động của trường hợp hoang kêu lên Lưu Trường Hà gọi điện thoại tới, hỏi cậu đã tỉnh rượu hay chưa, ở đầu kia điện thoại Lưu Trường Hà cười rất lớn, Trương hợp hoang lo lắng sợ thất nguyệt nghe được, nhanh chạy sang một bên vài bước, sở thất nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, đoán cũng không phải là chuyện gì tốt. Lưu Trường Hà gọi điện thoại lại đây là muốn mời Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt buổi tối tiếp tục uống rượu, Trương Hợp Hoang uyển chuyển cự tuyệt, nhân dân huyện Hán nhiệt tình hiếu khách cậu rõ ràng cảm nhận được, đêm nay là thật không thể uống sự kiện phát sinh bên trong thang máy có chút hủy hình tượng cậu phải bù đắp lại người khác thấy cậu thế nào cũng không sao cả nhưng cậu để ý cái nhìn của sở thất nguyệt nha đầu kia mắt rất độc mình ra tay nhanh như vậy cũng bị cô ta nhìn thấy lưu trường hà cũng tỏ vẻ lý giải nói với trường hợp hoang buổi sáng ngày mai anh ta đi bằng thành nếu trường hợp hoang muốn đi nhờ xe thì sẽ ghé qua đón trường hợp hoang vừa vặn chuẩn bị buổi sáng ngày mai trở về lập tức đáp ứng hẹn thời gian cùng lưu trường hà Trường hợp hoang cúp điện thoại trở lại bên cạnh sở thất nguyệt, cười nói Lưu đại ca, buổi tối còn muốn mời chúng ta ăn cơm, anh đã từ chối Lưu đại ca kia của anh cũng không phải người tốt gì, chỉ biết chút rượu Chúng ta buổi tối không uống, không bằng anh mời em đi xem phim Sở thất nguyệt lắc lắc đầu, những gì gặp phải ở lần trước xem phim cô ký ức vẫn còn mới Cũng không muốn gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa Cô ngẫm nghĩ nói, đi phố háng một chút đi, tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt Trương hợp hoang hôm nay đối với cô là nói gì nghe nấy, phố hán cách nơi này không xa, hai người đi bộ qua, trương hợp hoang nhìn ra sở thất nguyệt còn chưa thể quên được chuyện hoang đường kia, vì thế trước chuyển hướng đề tài, nói từ chuyện trại nuôi heo lên, trương hợp hoang cho rằng sở thất nguyệt hợp tác cùng trương phú quý vẫn phải để ý nhiều. Trương phú quý này nuôi heo là hảo thủ, đừng nhìn hắn bằng cấp không cao, tâm nhãn cũng không ít. Sở thất nguyệt nói, chuyện anh nói em cũng đã nghĩ qua, cho nên em cho ông ta 20% cổ phần công ty. Nếu không kiếm được tiền còn dễ nói, nếu về sau buôn bán lời nhiều, ông ta khả năng sẽ không thỏa mãn. Vậy anh nói làm sao đây? Em cho anh một ít cổ phần danh nghĩa, anh giúp em trấn áp ông ta. Em không phải cảm thấy anh là đang kiếm chỗ tốt từ nơi em đấy chứ. Em cũng không nghĩ như vậy, trường hợp hoang, anh tâm nhãn quá nhiều, ngay từ đầu anh không phải là cổ động em mở trại nuôi heo sao, em cũng đang không có chuyện gì làm bằng không em cũng không đầu tư vào cái nghiệp chăn nuôi này thế nào anh bới chuyện này lên giờ anh muốn bỏ gánh mặt kệ sao vậy cũng không phải chuyện của em cũng là chuyện của anh trương phú quý nếu dám làm chuyện có lỗi với em anh khẳng định không tha cho hắn bất quá anh cảm thấy chuyện này tốt nhất tìm dân bản xứ lưu trường hà ở huyện hán rất có uy vọng nếu anh ta nguyện ý gia nhập khẳng định có thể đè đầu trương phú quý sở thất nguyệt nói em lại không quen với Lưu Trường Hà, không bằng cho anh ta 5% cổ phần danh nghĩa. trường Hợp Hoang nói, lão Lưu này thực trượng nghĩa, em cho anh ta cổ phần công ty không không người ta chưa chắc đã nhận, như vậy đi, anh sáng mai cùng anh ta về bằng thành, trên đường anh hỏi ý của anh ta một chút, nếu anh ta có hứng thú nhập cổ thì không gì tốt hơn. Sở Thất Nguyệt cực cực đầu, lúc này hai người đã đi tới phố Hán, thông qua trao đổi Sở Thất Nguyệt cũng đã thư thái hơn rất nhiều. Cô cũng nghĩ thông, trường hợp hoang làm chuyện đó ở trong thang máy cũng không gọi là đùa dẫn lưu manh chỉ là làm chuyện xấu điểm xuất phát chính là muốn hố khâu quốc phàm từ trên chuyện này cũng có thể nhìn ra hắn ghen tị chứng minh hắn để ý mình nghĩ đến một tầng này sở thất nguyệt ngược lại có chút vui vẻ cô hoài nghi mình đã bị trường hợp hoang tẩy não huyện hán dù sao cũng là một huyện thành nhỏ phố hán chỉ là một phố giả cổ cũng không có bao nhiêu nội tình văn hóa bán trang phục bán đồ cũ bán đồ ăn vặt hỗn độn không trật tự, nhưng người thật ra không ít. Đi chưa tới mấy bước đã ngửi thấy một mùi thối, trường hợp hoang hít hít mũi, thật thơm. Sở thất nguyệt vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, anh là cứu giác gì vậy? Không phân biệt được mùi thối sao? Trường hợp hoang theo cổ hương vị này tìm qua, nhìn thấy cách đó không xa có một cái đậu hũ thối từ ký, trước cửa quán nhỏ xếp một hàng dài. Trường hợp hoang đi xếp hàng theo, sở thất nguyệt bịt mũi, chỉ chỉ quán kẹo đường bên cạnh, tỏ vẻ đi vào trong đó chờ cậu. Sở thất nguyệt bên này vừa lấy kẹo đường, trương hợp hoang bưng một hộp đậu hũ thối mới ra chảo tìm lại, sở thất nguyệt nói, cách xa em một chút, em sợ cái mùi vị này. Trương hợp hoang nói, ngửi thối ăn thơm, đậu hũ thối mới ra chảo, thêm tương ớt đỏ, quả thực là nhân gian chí vị, em nếm thử. Không. Chỉ một miếng nhỏ. Không. Trường hợp hoang dùng đổ gấp một miếng đậu hũ thối đưa tới trước môi Sở Thất Nguyệt, đặc biệt thích nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nói, chán ghét, người ta đang nhìn đó. Cho mặt mũi đi. Sở Thất Nguyệt rốt cuộc vẫn cắn một miếng, đậu hũ thối ánh vàng rực rỡ dính thêm tương ớt màu đỏ, sắc thái làm cho người ta vui vẻ, vào miệng ngoài giòn trong mềm, quả thực ăn rất ngon. Thế nào? Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, khóe mắt lộ ra ý cười. Ai u anh quên mất, em ăn đậu hũ thối, quay đầu hai ta thế nào đây? Sở thất nguyệt tạo thế muốn đánh cậu, trương hợp hoang cười nói, anh cũng làm một miếng, quay đầu không ai ghét bỏ ai. Sở thất nguyệt đưa kẹo đường cho cậu cầm, tiếp nhận hộp đậu hũ thối tự mình ăn. Trương hợp hoang cười thầm, con gái quá nửa đều như vậy, đậu hũ thối, sầu riêng lực dụ hoặc đối với họ quả thực là không thể ngăn cản, có người còn thích ăn cả vịt lộn, trương hợp hoang ngẫm lại trong lòng cũng có chút sợ hãi thử mấy món ăn vặt, hai người đều có chút no, Trương Hợp Hoang đi mua hai ly nước mía, đưa một ly cho Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt quá khứ còn chưa thấy cậu săn sóc như vậy, xem ra hôm nay mặt hàng này là thật chột dạ, biết làm sai là tốt rồi, người chỉ sợ chết cũng không hối cải. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Trương Hợp Hoang đề nghị đi xem phim, Sở Thất Nguyệt nói, hay là đừng đi, đỡ gặp phải phiền toái. Trương Hợp Hoang nói, em không có khả năng cứ xui xẻo chứ. Không phải em xui xẻo là anh mỗi lần gặp anh luôn sẽ xui xẻo, anh chính là một sao chổi. Trương hợp hoang vui vẻ, anh cảm thấy vận may của mình rất tốt. Hai người đã rời khỏi phố Hán. Sở thất nguyệt đề nghị về sớm một chút, cô trở về còn phải sửa sang lại tài liệu, suy xét chuyện hội nghị ban giám đốc Hoa Phương ngày mai, trường hợp hoang hôm nay cũng uống không ít rượu, ngày mai còn phải về bằng thành. Trường hợp hoang quyết định tôn trọng ý kiến của cô, thời điểm đi dọc theo sông nhỏ về khách sạn Hán Viên, Sở thất nguyệt hỏi, anh nói thật với em, hôm nay có phải giả say hay không? Trường hợp hoang thành thành thật thật nói, say là say thật, giả cũng là giả một chút. Anh sẽ không thể thẳng thắng thành khẩn một chút, bất dùng chiêu trò một chút hay sao? Cũng chỉ là đối với em anh mới tiêu phí tâm tư lớn như vậy, đối với cô gái khác, anh lười vận dụng não tế bào. Dù sao em cũng không tin. Điện thoại di động của trường hợp hoang báo một tiếng, lấy ra xem thì là trung tâm mua sắm ở Mary cần Express Centurino đề cử đạo cụ mới, bách phát bách trúng, cần 2.000 giá trị danh dự để đổi. Trường hợp hoang có chút mẫn cảm, cậu phát hiện phàm là thời điểm trung tâm mua đều cử cho cậu đạo cụ mới, bình thường đều sẽ gặp chuyện không may, cái bách phát bách trúng này là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là trị liệu vô sinh? Còn chưa kịp xem thuyết minh, trước mặt có một chiếc van đang lái đến đây, cố ý mở ra đèn xe chiếu về phía bọn họ. Sở thất nguyệt cúi đầu, trương hợp hoang đưa tay che mắt, cậu dự cảm có chút không ổn, liền kéo sở thất nguyệt ra sau người. Xe vang dừng lại ở ven đường, cửa xe kéo ra, từ trên xe đi xuống 8 người lực lưỡng, mỗi người trong tay đều cầm một cây gỗ. Trương hợp hoang kéo sở thất nguyệt chạy ra sau, mặt sau cũng có một chiếc vang chận lại, đường trước sau đều bị ngăn cản. Trương hợp hoang bảo hộ sở thất nguyệt ở sau người, sở thất nguyệt lấy ra điện thoại di động báo cảnh sát điện thoại di động vừa mới lấy ra. Vù một tiếng, một cục đá đã đánh trúng điện thoại di động của cô, là có người dùng ná từ xa xa chuẩn xác không lầm bắn trúng mục tiêu, màn hình điện thoại di động nhất thời vỡ nát, sở thất nguyệt bị dọa giật mình, điện thoại di động rơi ở trên đất, hoàn hảo tay không bị thương. Trường hợp hoang phát hỏa, nhìn xung quanh vây tới tổng cộng 15 người, mỗi người trong tay đều mang theo một gậy, nếu chỉ có mình cậu, phá vây hẳn không khó, nhưng hiện tại bên cạnh còn có sở thất nguyệt, cậu phải cam đoan sở thất nguyệt an toàn. Trường hợp hoang lâm nguy không loạn, mấy anh em có ý gì đây? Người đầu trọc cầm đầu như hổ trình mồi nhìn trường hợp hoang nói, hôm nay là mày quấy rối bạn gái tao à? Trường hợp hoang ngẩn ra, vốn tưởng rằng sự kiện dương nhất đồng đã chấm dứt, không nghĩ tới chuyện này còn chưa dứt, cậu cười nói, các anh nhận sai người rồi. Tên đầu trọc cười lạnh nói, làm gì có sai, trường hợp hoang phải không, cho mày một cái lựa chọn, hoặc là để cho mấy huynh đệ tụi tao mỗi người sờ bạn gái của mày một chút hoặc là mày quỳ xuống dập đầu ba cái cho lão tử tao có lẽ sẽ mềm lòng tha cho mày một lần sở thất nguyệt cả giận nói tôi đã báo cảnh sát cảnh sát lập tức đến đây tên đầu trọc nói hù dọa ai vậy ô em gái này xinh đẹp đó không phải người địa phương chúng ta trường hợp hoang nói đều cút ra xa cho tao là đàn ông thì đơn đấu tên đầu trọc nói đang đấu Đối phó người như mày, căn bản không cần giảng quy củ, các huynh đệ đánh nó. Thời đại hiện nay, nào có ai còn chú ý quy củ giang hồ. Ào cái một đám người vây lên, Trương Hợp Hoang không thể không quan tâm đến xung quanh giống như quá khứ, đầu tiên bảo đảm sở Thất Nguyệt an toàn, bảo vệ sở Thất Nguyệt, lấy cánh tay đón đỡ một gậy đập đến, nhấc chân đá tên đó ra ngoài. Chân còn chưa kịp thu hồi. Vù. Chân trái đã bị một hòn đá bắn trúng cũng là một thanh niên ở xa xa dùng ná cách chừng 20 mét tiến hành công kích cự ly xa. Trận vây công hôm nay là hành động đoàn đội có kế hoạch có dự mưu, thanh niên kia tương đương với tay bắn tỉa ở trong đoàn đội, có thể làm được không phát nào trượt. Trường hợp hoang đau đến nghe răng nhếch miệng, động tác chậm đi, trên người lại trúng hai gậy. Trường hợp hoang phát hỏa, liều mạng chịu chút thương tích, xông lên một quyền đánh ngã một tên. Vù. Cánh tay lại đã trúng một phát, thanh niên dùng ná kia nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác chỉ cần nhìn thấy sơ hở lập tức bắn lén trường hợp hoang đau đến thét lớn một tiếng mấy người nhân cơ hội huy động gậy gỗ quất trên người cậu mấy phát sở thất nguyệt nhặt lên điện thoại di động trên đất nhắm về phía thanh niên cầm ná ném qua điện thoại di động còn đang bay đi đã bị thanh niên nọ nhắm chuẩn xác bắn ra một viên đá bắn cho vỡ nát trường hợp hoang thời gian tạm dừng trước mắt còn lại hai lần vốn không tính sử dụng nhưng ở loại cục diện hiện tại, muốn xông ra vòng vây có chút khó khăn, đang cân nhắc có nên sử dụng đạo cụ hay không. Sở thất nguyệt từ trong túi lấy ra bình xịt hơi cay, liên tiếp xịt ở trên mặt hai tên xông tới. Thanh niên phụ trách công kích cự ly xa nhìn thấy thế cục có biến, nhanh nhắm ngay sở thất nguyệt, trường hợp hoa nhìn thấy hắn bắn một cục đá về phía sở thất nguyệt, tình thế cấp bách lập tức hô ra thời gian tạm dừng, xông lên dùng thân thể làm tấm khiên thịt che cho sở thất nguyệt. Viên đá bắn trúng ngực Trương Hợp Hoang, cảm giác đau đớn sâu sắc làm cho Trương Hợp Hoang run run một chút, đau đớn làm thức tỉnh đấu chí ngập trời của cậu. Trương Hợp Hoang từ trên đất nhặt lên nửa viên gạch, nhắm về phía tên cầm ná ở xa xa kia, lặng lẽ gọi ra trung tâm mua sắm ở American Express Centurino, một bên ném ra một bên hô, đi con mẹ mày. Bách phát bách trúng. Thanh niên bắn ná nghe thấy Trương Hợp Hoang thét to như vậy nhịn không được muốn cười, hô khẩu hiệu à. Tao chính là bách phát bách trúng đây, xong kéo ná nhắm ngay nửa viên gạch trong không trung, bắn ra một viên đạn sắt. Viên đạn sắt chuẩn xác bắn trúng nửa viên gạch đang bay ở giữa không trung, nửa viên gạch bể làm ba, có hai miếng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn có một miếng bay thẳng đến đầu của thanh niên, chờ hắn ý thức được thì đã muốn né cũng né không thoát, miếng gạch đã nện ở trên đầu, mặt hàng này kêu thảm một tiếng, mắt tối đen ngã ra trên đất. Trừ được tay bắn tỉa của đối phương, Trương Hợp Hoang đã không có lo lắng ở sau, sở thất nguyệt tay phải cầm bình xịt hơi cay, tay trái nắm súng điện, trong lúc nhất thời cũng không ai có thể tới gần. Trường hợp hoang cười giữ tận sát nhập trận doanh đối phương, tất cả uất ức nãy giờ đều phóng xuất ra. Tay không đoạt được gậy gỗ trong tay một người, một quyền đánh trúng cổ hắn, thúc khử tay trúng ngực một người khác, nháy mắt đã đánh bại hai người, lúc này xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, tên đầu trọc nhanh triệu hồi đồng lõa rút lui. Thanh niên vừa rồi sử dụng ná công kích cự ly xa vẫn còn nằm ở trên đất, có hai đồng bạn muốn đi giúp hắn, Trương Hợp Hoang đuổi theo, hai người nhìn thấy cậu xông lại, cũng không quản tới đồng bạn, chạy nhanh trốn về xe vang. Trương Hợp Hoang từ trên đất nhặt cây ná lên, trên đất còn phân tán không ít viên đạn, Trương Hợp Hoang cầm lên một viên, nhắm vào một người đào tẩu, hét lớn một tiếng, bách phát bách trúng. Viên đạn bắn ra ngoài, chính giữa đầu gối tên kia, mặt hàng nọ chân mềm nhũng ngã ở trên đất, Trương Hợp Hoang quá khứ cũng đã bắn qua súng chơi qua tên, chỉ là chưa bắn ná bao giờ, hơn nữa cậu bắn súng bắn tên cũng không chính xác cho lắm cũng không quản nhiều như vậy nắm lên viên đạn trên đất nhắm vào những tên còn chưa kịp trốn lên xe liên tục bắn tới thật ra căn bản không cần nhắm ở dưới bách phát bách trúng thêm vào thần kỳ cho dù nhắm mắt lại bắn cũng có thể trúng mục tiêu viên đạn mà trường hợp hoang bắn ra quỷ tích phi hành đã không thể dùng hiện tượng khoa học đến giải thích có thẳng tắp tiến tới có hình cung tiến lên có khúc khúc chiếc chiếc xà hình tiến tới còn có bắn trật rõ ràng xẹt qua tai mục tiêu bay đi ra ngoài, bắn ở trên thân xe vang, lại bắn ngược trở về trúng mục tiêu. 15 tên đến vây đánh trương hợp hoang đã ngã một nửa, tên đầu trọc trốn vào xe vang, lái xe chuẩn bị rời khỏi, xe vừa mới khởi động, một viên đạn đã bắn ở trên kính thủy tinh, làm hắn bị dọa giật mình, hoàn hảo không có bắn thủng, viên đạn khảm ở trên kính thủy tinh, hắn nhanh quay xe đi. Bách phát bách trúng. Trương hợp hoang lại kéo căng ná bắn ra một viên đạn, Viên đạn này bắn có chút trật, trực, trực tiếp bay về phía đối diện đường, theo lý thuyết là không có khả năng bắn trúng xe vang, nhưng viên đạn trên đường bay đi cô phát 90 độ, bắn về phía xe vang, giống như có lắp hệ thống đạn đạo định vị vậy. Chính xác không lầm va chạm vào viên đạn khảm ở trên kính thủy tinh trước đó. Lực va đập mạnh mẽ đã đẩy viên đạn trước đó đi, ban một tiếng đánh trúng trán của tên đầu trọc, mặt hàng này mắt lóe sao vàng, không khống chế được phương hướng, xe vang liền đâm đầu vào bồn hoa ven đường. Cảnh sát nhận được báo án chạy đến đây, 15 tên vây đánh Trương Hợp Hoang cùng sở thất nguyệt tất cả đều bị bắt. Trương Hợp Hoang ở trước khi cảnh sát đến đã vứt cả ná lẫn những viên đạn còn lại đến bên cạnh tên thanh niên vẫn chưa thể ngồi dậy kia. Sở thất nguyệt hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Trương Hợp Hoang chính là một sao chổi, mỗi lần gặp hắn luôn luôn phát sinh tình huống, hai người trong vòng một ngày hai lần được mời đến đồn cảnh sát. Trải qua hỏi đơn giản, tên đầu trọc rất nhanh đã khai ra, hắn gọi là Lục Bình, chính là một tên lưu manh, ở mở quán bia Đông Quang, có người bỏ tiền để cho hắn giáo huấn Trương Hợp Hoang một chút, hắn không biết dương nhất đồng gì đó, hắn cũng không có bạn gái. Hành vi của Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt đêm nay thuộc về phòng vệ chính đáng, bởi vì có Trương Hợp Hoang bảo hộ, Sở Thất Nguyệt cũng không bị thương, chỉ tổn thất một cái điện thoại di động, Trương Hợp Hoang bị chút vết thương nhẹ, hoàn hảo không nghiêm trọng. Lục Bình lúc này tỏ vẻ nguyện ý tiến hành bồi thường đối với tổn thất của bọn họ. Thông qua hiệp thương, phía Lục Bình bồi thường cho đám người Trương Hợp Hoang 10.000 đồng, hắn cũng mô tả với cảnh sát về người đã bỏ tiền ra mướn bọn hắn, Trương Hợp Hoang không hề có ấn tượng đối với người kia. 11 giờ tối, Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt mới rời khỏi đồn cảnh sát, Sở Thất Nguyệt thở dài nói, em về sau nên cách xa anh một chút, anh quá xui xẻo, chỉ cần cùng một chỗ với anh là luôn có chuyện không tốt. Thất Nguyệt, em không thấy chuyện này có chút kỳ quái sao? đám người này căn bản không biết dương nhất đồng chuyện thang máy buổi chiều dương nhất đồng cũng không có khả năng nói lung tung nơi nơi người biết nội tình chỉ có khâu quốc phàm sở thất nguyệt nói anh là hoài nghi khâu quốc phàm bày ra chuyện này đâu chỉ chuyện này ngay cả chuyện dương nhất đồng tố cáo anh hồi chiều không chừng cũng là hắn giật dây hắn vừa mới đến huyện hán nào có năng lượng lớn như vậy hắn không có năng lượng nhưng người khác có thất nguyệt chuyện hoa phương bên kia em đến cùng tính thế nào Trường hợp hoang là ám chỉ cô ta, chuyện hôm nay khả năng có chút quan hệ với nhân viên bên trong hoa phương. Sở thất nguyệt nói, em sẽ tự đi toàn bộ chức vụ ở công ty trước ban giám đốc vào ngày mai, về phần cổ phần công ty, đó là ba của em lưu cho em, em cũng không thể không công tiện nghi cho người khác. Trường hợp hoang luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, sở thất nguyệt bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cho dù là khâu quốc phàm bày ra việc này cũng là báo ứng của trường hợp hoang, Ai bảo cậu hôm nay âm người ta ở trong thang máy trước? Trương Hợp Hoang cầm điện thoại của Sở Thất Nguyệt gọi cho Khâu Quốc Phàm. Khâu Quốc Phàm tiếp điện thoại, nghe thấy là Trương Hợp Hoang, thái độ cực kỳ lạnh lùng, cậu có chuyện gì sao? Muộn như vậy quấy rầy người khác là lễ phép à? Trương Hợp Hoang nói, không có chuyện gì lớn, chính là cảm tạ anh hôm nay đã đưa tôi đến khách sạn. Tôi không muốn đưa cậu, là Thất Nguyệt bảo tôi hỗ trợ. Thất Nguyệt không phải để anh gọi khâu quốc phàm anh nghe cho tôi có âm mưu gì cứ nhằm vào tôi nếu để cho tôi biết anh dám bất lợi đối với thất nguyệt tôi sẽ đào cả phần mộ tổ tiên nhà anh lên đó khâu quốc phàm bị chọc giận cậu nói cái gì cậu đây là uy hiếp tôi sẽ báo cảnh sát báo đi khâu quốc phàm hai chuyện hôm nay đều là anh làm cậu có chứng cứ gì tôi không cần chứng cứ dù sao cứ tính trên đầu anh anh tốt nhất ghi nhớ cho tôi một mẫu ba phần đất ở cái huyện hán này thật đúng là không có ai dám trêu tới trường hợp hoang tôi trường hợp hoang nói xong cúp điện thoại câu cuối cùng kia nghe thì khí phách chứ nói thật ra là thổi da bò muốn nói gần đây người chọc tới hắn thì thật đúng là không ít sở thất nguyệt tuy có một khoảng cách với cậu nhưng trường hợp hoang nói cô đều nghe được tuy không thích cách nói của trường hợp hoang nhưng chung quy là vì mình nên không những không cảm thấy chán ghét trong lòng lại có chút ấm áp cùng vui vẻ Trương Hợp Hoang đưa 10.000 đồng cho cô để cô ngày mai đi mua điện thoại di động mới. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần, cô còn dự phòng, tiền này vẫn lưu lại cho cậu, tiền này dù sao cũng là cậu khổ khổ cực cực đánh nhau một hồi mới có được. 9 giờ sáng ngày hôm sau lưu trường Hà đúng giờ đến đón Trương Hợp Hoang, vẫn là Tiểu Phương lái xe. Sở Thất Nguyệt đã đi nhà máy sản xuất dược phẩm, cũng không có nói lời từ biệt với cậu. Trương Hợp Hoang vừa lên xe, lưu trường hà đã phát hiện vết bầm trên trán cậu sau khi hỏi qua mới biết được trường hợp hoang tối hôm qua đánh nhau với người khác lưu trường hà nghe nói người trận đánh là lục bình tỏ vẻ anh ta sẽ ra mặt giúp trường hợp hoang trường hợp hoang nói cậu đã giải quyết xong rồi lưu trường hà biết cậu có thể đánh bất quá lục bình ở huyện hán cũng là một người có thể đánh hỏi qua kết quả xử lý biết trường hợp hoang cũng không thiệt thòi trường hợp hoang nhớ tới chuyện thảo luận cùng sở thất nguyệt ngày hôm qua trên đường hỏi Lưu Trường Hà có ý đầu tư trại nuôi heo hay không. Lưu Trường Hà ăn ngay nói thật, anh ta hiện đang chuyên tâm mở võ giáo, trước mắt trọng tâm đang hướng về bằng thành, sân bãi đã thuê rồi, hôm nay đi chính là làm cho xong chuyện trang trí, bất quá đồ đệ Tiểu Phương của anh ta có hứng thú đối với nghiệp chăn nuôi, ngày hôm qua nghe bọn họ nói chuyện tiền cảnh tốt như vậy thì cũng có chút suy nghĩ. Rất muốn nhập cổ. Trường hợp Hoang coi như có chút hiểu biết đối với Tiểu Phương, đừng nhìn cậu ta tuổi không lớn. Nhưng ở huyện Hán Nhân mạch rất rộng, rất nhiều chuyện lưu trường Hà làm không xong đều thông qua đồ đệ này, hơn nữa Trương gia tài con của Trương Phú Quý cũng nghe lời Tiểu Phương, có hắn gia nhập, vừa vặn có thể trấn cha con Trương gia. Trường hợp Hoang thay Sở Thất Nguyệt đáp ứng, về phần đầu tư bao nhiêu, chiếm bao nhiêu cổ phần công ty, Sở Thất Nguyệt tự sẽ cho ra đánh giá công bình, nói ngắn gọn là khẳng định sẽ không để cho Tiểu Phương chịu thiệt. Lưu Trường Hà xuống xe ở sân bãi, vốn định mời Trương Hợp Hoang đi tham quan khu tập luyện mà anh ta thuê, nhưng Trương Hợp Hoang còn phải đi gặp mặt cha, hôm nay chỉ có thể tạm gác lại, nhờ Tiểu Phương lái xe đưa Trương Hợp Hoang đến đài phát thanh. Trương Hợp Hoang xuống xe trước trao đổi số điện thoại với Tiểu Phương, mới biết tên đầy đủ của Tiểu Phương là Phương Cương. Tiểu Phương mới vừa đi, cha Trương Gia Thành lái một chiếc BG Jeep 212 tới, dừng xe ở bên cạnh Trương Hợp Hoang, Trương Gia Thành ló ra ngoài cửa xe vui vẻ nói, con trai, Trương Hợp Hoa nhìn thoáng qua cha ở trong xe, diện mạo giống như đúc trong trí nhớ, chẳng qua ăn mặc hơi có chút lôi thôi, tóc dài mà rối tung, xem ra đã lâu không cắt tóc, nhớ cha trong quá khứ là một người cực kỳ chú trọng dáng vẻ, ngẫm lại bộ dáng của mẹ Liễu Vân Tư hiện tại, thì cũng bình thường trở lại, đã không phải là hào môn gì. Dân chúng bình dân nào có chú ý nhiều như vậy? Trương Hợp Hoa mở cửa xe ngồi xuống, đóng hai cái mới đóng được cửa xe lại, thở dài nói, cha, cái này xe cũng quá nát rồi. Có xài là may rồi, cha từ tỉnh thành lái đến đây dọc đường chết máy hai lần, may mà cha biết sửa xe, bằng không trời tối chưa chắc đã đến được. Cha không phải phát tài sao? Sao không đổi cái xe tốt hơn? Trương Gia Thành nói, vừa đặt một chiếc CRV, tháng sau mới về, ai, con trai, con còn chưa có xe đi, cái xe này quay đầu cha sẽ không lái đi, để lại cho con luyện tập. Trương Hợp Hoang cười cười. Trương Gia Thành nói, sao vậy? Lo lắng nuôi không nổi à? Không có sao, tiền xe hàng năm cha trả cho con. Đừng khinh người, con giờ là người có tiền lương, đi ăn cơm, con mời. Trương Hợp Hoang vốn định mời cha ăn nhà hàng, nhưng Trương Gia Thành đã lâu không tới bằng Thành, lại nhớ tới món nồi đất của bằng Thành, hai cha con đi một tiệm nồi đất có tiếng ở gần đó. Trương Hợp Hoang gọi gà, cá, tam tiên, cà tím, khoai tây, tiêu xanh, nấu nồi đất cùng hai món rau trộn. Trương Gia Thành trong xe có rượu, lấy ra bình Thiên Chi Lam, với tình huống kinh tế của ông hiện tại, rượu này đã thực không tệ, nếu không phải uống với con, ông bình thường thật đúng là luyến tiếc để uống. Hai cha con đối ẩm một ly, Trương Gia Thành hỏi tình huống trong nhà, Trương Hợp Hoang đơn giản nói một chút. Trương Gia Thành thở dài nói, chuyện này đều do cha, là cha không tốt, làm các con chịu khổ. Trương Hợp Hoang thật ra không mấy rõ ràng đối với tình huống cụ thể của cha, từ chỗ mẹ nghe được cũng chỉ là phiến diện, chỉ biết là cha tay trắng rời nhà, sau đó đi tỉnh thành, trước mắt đã tái hôn, còn sinh con gái nhỏ. Trương Hợp Hoang rót cho cha một ly, "Cha, cha có thể nói với con, năm đó đến cùng là chuyện gì không?" Trương Gia Thành nói, "Đều đã qua rồi." Gấp chân gà cho con, muốn chặn miệng hắn, miễn nói tới chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, mẹ con đến giờ vẫn hận cha, cha thương mẹ không đủ sâu. Trương Gia Thành nói, đều đã như vậy rồi, nói cái gì cũng không có tác dụng, cha hiện tại chỉ muốn thêm ít tiền, để bồi thường các con, đúng rồi chị của con thế nào rồi. Cũng được, con thấy chị cùng anh rể cũng ân ái. Có bầu chưa? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. Trương Gia Thành nói, kết hôn đã lâu như vậy, cũng không thể không có bầu được, vu hán khanh kia cha đã gặp vài lần, ấn tượng không quá tốt, cha thấy tiểu tử đó cũng không ổn, cũng lo lắng tương lai hắn làm chuyện có lỗi với chị của con. Trương hợp hoang trong lòng nói cha cũng là cha nam còn ghét bỏ người khác, bất quá nghĩ lại, mình cũng không phải là người tốt gì, mình ở bên ngoài thế nào cũng được, nhưng nếu ai bắt nạt chị hoặc em của cậu, cậu khẳng định không thể nhịn, đây là tiêu chuẩn kép điển hình. Trương Gia Thành lại hỏi một chút tình hình học tập của con gái Úc, cuối cùng mới quan tâm tới công tác của Trương Hợp Hoang, Nghe nói cậu trước mắt là người dẫn chương trình đang hót ở đài phát thanh bằng thành, cũng cảm thấy vui mừng, bất quá Trương gia Thành bình thường đều bận rộn làm ăn rất ít nghe radio, hơn nữa ông ở tỉnh thành. Trường hợp hoang hót ở bằng thành cũng là chuyện gần đây, Trương gia Thành căn bản không có nghe nói tới. Hai cha con nói chuyện vui vẻ, bất tri bất giác đã uống hết một chai rượu, Trương gia Thành chuẩn bị đi lấy thêm một chai nữa trong xe, lúc này, có người mang theo rượu đến kính rượu. Trương Hợp Hoang nhìn thì ra là đồng nghiệp Lý Long Huy của cậu, người dẫn chương trình dạo chơi biển nhạc. Lý Long Huy vừa vặn ăn cơm ở trong này, nhìn thấy Trương Hợp Hoang thì đến chào hỏi. Đổi thành một tuần trước đó, hắn sẽ kinh thường làm như thế, 89 phần 10 sẽ giả như không phát hiện, nhưng hiện tại không giống, Trương Hợp Hoang đã đã trở thành người dẫn chương trình chạm tay có thể bỏng của kênh văn nghệ. Hiện tại toàn bộ người dẫn chương trình của kênh đều muốn mời Trương Hợp Hoang đến làm khách quý ở chuyên mục của mình, nâng một chút tỷ lệ nghe đài của chuyên mục. Tô Manh Manh đã chiếm trước tiên cơ, thứ sáu mời Trương Hợp Hoang làm khách trực tiếp, một lần đã kéo tỷ lệ nghe đài lên tới ngày 2 tháng 8, trở thành tỷ lệ nghe đài thứ hai toàn đài hôm đó, cái này làm cho người dẫn chương trình khác giá trị chờ mong đều đi lên, đều muốn xuống tay đối với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang giới thiệu cha với Lý Long Huy, Lý Long Huy kính Trương gia thành hai ly rượu, lại cùng Trương Hợp Hoang uống hai ly, cũng không trì hoãn nhiều nói với trường hợp hoang bàn này hắn đã tính rồi trương gia thành từ hành động của lý long huy đã nhìn ra con mình lăn lộn ở đơn vị cũng không tệ lắm buổi chiều ông còn có việc phải làm không thể uống nhiều uống rượu là vì ông cũng không tính lái xe lần này chuẩn bị ở lại bằng thành hai ngày riêng dặn dò trường hợp hoang ngàn vạn đừng để cho liễu vân tư biết mình đến đây thật ra không cần ông dặn dò trường hợp hoang cũng sẽ không nói nếu để cho mẹ biết mình lén sau lưng bà đi uống rượu với cha nhắm chừng sẽ vung lên chày cán bột mà đánh cậu một trận. Thứ hai tỷ lệ nghe đài mới nhất ra sân, tiểu thuyết phát sóng liên tục của trường hợp hoang bởi vì ngày nghỉ nên hơi hạ một chút, nhưng tỷ lệ nghe đài hai ngày đều duy trì ở 4.3, vẫn đứng đầu bảng. ca khúc bất hủ của tô manh manh tỷ lệ nghe đài xuất hiện đi xuống, nhưng thứ bảy chủ nhật cũng đều ở 2.0. Chứng minh hiệu ứng làm khách của trường hợp hoang vẫn còn đó. Dọc theo đường đi có bạn của kênh giao thông đã ngừng phát lại giữa trưa, nhưng tỷ lệ nghe đài trực tiếp vào hai giấc sớm và muộn vẫn không ngừng xu thế đi xuống. Chủ nhật sáng tạo độ thấp mới, trực tiếp sáng sớm là 2.1, trực tiếp buổi chiều hơi tăng trở lại, cũng chỉ có 2.2. La Bồi Hồng đã ý thức được bản thân chuyên mục xảy ra vấn đề, chủ nhật bà cũng không có nghỉ ngơi, chuyên môn đi đơn vị tăng ca, quan sát toàn bộ quá trình tiết mục trực tiếp, bà phát hiện phối hợp giữa Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân kiếm khuyết ăn ý, quan hệ giữa hai người hình như xuất hiện vấn đề loại tiết mục hợp tác trực tiếp này hai người dẫn chương trình ăn ý là cực kỳ quan trọng nếu quan hệ giữa bọn họ xuất hiện ngăn cách nếu không được giải quyết đúng lúc chẳng những tỷ lệ nghe đài sẽ liên tục đi xuống hơn nữa nghiêm trọng mà nói thậm chí sẽ tạo thành sụp đổ toàn diện của tiết mục sau buổi học sáng thứ hai la bồi hồng đã trước sau gọi lâm tiểu phượng cùng phong quân vào văn phòng mình hai người đều rõ ràng chủ nhiệm tìm bọn họ cũng không phải là khen ngợi đi vào trước là phong quân phong quân vừa nghe la bồi hồng nhắc tới chuyện tỷ lệ nghe đài liên tục hạ xuống lập tức bắt đầu biện hộ cho bản thân hắn thừa nhận hắn phối hợp cùng lâm tiểu phượng thiếu ăn ý nhưng hắn cũng không cho rằng là vấn đề của mình cho rằng lâm tiểu phượng quá khứ là người dẫn chương trình tin tức xã hội loại chuyên mục mang tính chất tạp kỹ giống như dọc theo đường đi có bạn yêu cầu đối với năng lực ứng biến cùng cảm giác hài hước của người dẫn chương trình rất mạnh mà lâm tiểu phượng hoàn toàn khiếm khuyết cả hai phương diện này La Bồi Hồng nhắc nhở Phong Quân cũng phải tìm chỗ thiếu sót của bản thân, không nghĩ tới đã đắc tội với hắn. Phong Quân lập tức xin La Bồi Hồng nghỉ hai ngày, nói là phải về nhà có một ít chuyện quan trọng cần làm. Trước mắt hắn ở một mình tại Bằng Thành, vợ còn tại Vân Cảng, Phong Quân xin phép vào thời điểm này ít nhiều cũng có chút ý tứ thị uy. Nhìn ra La Bồi Hồng bà sinh ra nghi ngờ đối với năng lực của tôi, tôi sẽ nghỉ hai ngày, bà cứ mời Cao Minh khác, tôi cũng muốn xem bà tìm người khác tới thay thế tôi có thể vượt qua tỷ lệ nghe đài của tôi hiện tại hay không la bồi hồng có chút khó chịu phong quân này có chút cậy tài khinh người mắt không có người nhưng phong quân dù sao cũng là nhân tài mà bà một tay tiến cử nếu phủ định năng lực của phong quân cũng chẳng khác nào phủ định ánh mắt của mình la bồi hồng thật sự cảm thấy đau đầu bà cũng không muốn nói chuyện nhiều với phong quân dù sao nói có nhiều cũng đều là vấn đề của người khác bà bảo phong quân gọi lâm tiểu phượng tới La Bồi Hồng sau khi chờ Lâm Tiểu Phượng ngồi xuống nói, tôi nói chuyện vẫn luôn trực tiếp, gần đây tôi vẫn chú ý chuyên mục của hai người, tôi cảm thấy giữa hai người xuất hiện vấn đề ở trên phối hợp. Lâm Tiểu Phượng nói, La chủ nhiệm, thực xin lỗi, có thể là tôi còn chưa có thích ứng tiết tấu của chuyên mục mới. Lâm Tiểu Phượng, cô cũng là người dẫn chương trình có thâm niên của đài chúng ta, thành tích quá khứ mọi người đều thấy, tỷ lệ nghe đài của cô ở kênh tin tức hàng năm ổn định ở 3.0 trở lên. Lâm Tiểu Phượng thực sự cầu thị mà nói, là chủ nhiệm, quá khứ là tôi chủ trì một mình, hiện tại là hai người chủ trì, phong cách của tôi cùng Phong Quân cũng không quá hợp, nên phối hợp cũng khuyết thiếu ăn ý. Trước đó cô không phải nói như vậy. Vấn đề ở thời điểm bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng sau khi tiến hành ăn khớp với nhau, rất nhiều vấn đề đã bại lộ ra. Giữa hai người có phải có mâu thuẫn hay không? Lâm Tiểu Phượng lắc lắc đầu, không nói tới mâu thuẫn tôi cùng anh ấy cũng không tính là bạn bè la bồi hồng thở dài nói tôi rõ ràng lâm tiểu phượng năng lực chủ trì của cô cùng phong quân đều không có vấn đề gì tôi cảm thấy hai người cần trao đổi nhiều hơn phải tăng cường ăn ý cô vẫn là người chuyên nghiệp mà lâm tiểu phượng nói chủ nhiệm tôi sẽ cố gắng hai ngày tới phong quân xin phép về vân cảng tôi sẽ sắp xếp người dẫn chương trình kênh khác kết hợp với cô một chút nhìn xem có thể va chạm ra tia lửa hay không lâm tiểu phượng gật gật đầu từ sau sự kiện thang máy cô cũng không thể nhìn thẳng đối với phong quân lần này là một cơ hội cũng là một lần thảo nghiệm nếu trong lúc phong quân xin nghỉ phép tỷ lệ nghe đài đi lên chứng minh phong quân có vấn đề bằng không đó chính là vấn đề của mình tôi nhớ lúc trước trường hợp hoang là cô hỗ trợ dẫn tiến vào trong đài chúng ta cô còn đề cử hắn với tôi nhắc tới chuyện này lâm tiểu phượng lại hối hận không công để chạy đi một bảo bối người phát hiện trường hợp hoang sớm nhất chính là cô vốn cô tính đề cử trường hợp hoang làm chuyên mục dọc theo đường đi có bạn kênh giao thông này với mình nhưng sau khi la bồi hồng nói cho cô tin tức phong quân muốn tới cô liền đánh mất ý nghĩ hợp tác cùng trường hợp hoang đúng là quyết định này đã làm cho cô bỏ qua mất một cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp la bồi hồng nói mọi người ai cũng sẽ có lúc nhìn nhầm tôi cũng không nghĩ tới một người dẫn chương trình mới sẽ lợi hại như vậy cô có quan hệ cá nhân với cậu ta có cơ hội có thể lén hỏi một chút có muốn đến kênh của chúng ta hay không đây là đào gốc tường một cách trắng trợn lâm tiểu phượng nói tôi thấy không có hy vọng kênh văn nghệ bên kia coi trọng đối với cậu ta như vậy tiết mục cậu ta hiện tại nhân khí lại cao như vậy cô không hỏi thì sao biết cậu ta không chịu đến cho dù cậu ta chịu đến lý chủ nhiệm cũng sẽ không buông la bồi hồng nói như vậy đi cô trước lấy quan hệ tư nhân mời cậu ta đến đây làm khách quý một kỳ Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, với quan hệ của cô cùng Trương Hợp Hoang hiện tại là hoàn toàn có thể mời được. Tiểu Phượng, cô nói thật với tôi, cô thấy thế nào đối với phong quân này? Lâm Tiểu Phượng do dự một chút, thấp giọng nói, người này trong xương cốt rất kiêu ngạo, hơn nữa có chút ích kỷ. Từ sự kiện đánh rắm ở trong thang máy có thể nhìn ra, phong quân là mặc kệ cảm thụ của người khác. La Bồi Hồng nói, cho dù có cái nhìn như vậy, thời điểm làm tiết mục cũng phải đặt thành kiến trong lòng sang một bên, một người dẫn chương trình chuyên nghiệp phải làm được điểm này. Là chủ nhiệm tôi đã biết. Buổi sáng La Bồi Hồng rút ra thời gian đi kênh văn nghệ một chuyến, đặc biệt đến gặp chủ nhân kênh văn nghệ Lý Hải Hà. Lý Hải Hà mời bà vào văn phòng, treo chọc nói, đại ân nhân cô sao lại có thời gian đến chỗ của chúng tôi. Chị Lý cũng đừng treo chọc tôi mà, tôi hôm nay là đặc biệt đến học tập, gần đây kênh văn nghệ bên chị là tiêu điểm chú ý đài chúng ta lý hải hà nói hồi quan phản chiếu mà thôi cũng chỉ số ít tiết mục có chút khởi sắc quá nửa chuyên mục đều gặp phải nguy hiểm bị cắt ngô đài hiện tại trọng điểm nhìn thẳng chúng tôi cả ngày thúc giục tôi cắt đi chuyên mục có tỷ lệ nghe đài thấp tôi thấy cách chỉnh hợp chúng tôi với kênh sinh hoạt đã không xa la bồi hồng nói chuyên mục của trường hợp hoang liên tục phá tứ đài chúng ta đã rất lâu không có xuất hiện tiết mục bùng nổ như vậy nhắc tới chuyện này lý hải hà khó tránh khỏi đắc ý ở trước mặt la bồi hồng còn phải biểu hiện ra khiêm tốn đúng lúc mà thôi còn một tuần nữa đứa trẻ hư sẽ phát xong không biết quyển sách tới còn có thể có được nhiệt độ hiện tại hay không tôi giờ cũng rất thấp thỏm la bồi hồng nói chị lý tôi hôm nay tới là muốn thương thảo một cá nhân tình với chị chị em chúng ta là quan hệ gì chứ chỉ cần không phải lấy người của tôi chuyện khác đều có thể lý hải hà hiện tại tính cảnh giác rất cao trước phá hỏng đường của la bồi hồng đã La Bồi Hồng cười nói, chị Lý, người của chị tôi cũng không dám lấy, tôi là muốn xin chị cho tôi mượn trường hợp hoang một ngày. Mượn một ngày. La Bồi Hồng gật gật đầu nói, chị cũng biết dọc theo đường đi có bạn là một chuyên mục tôi tiêu phí tâm huyết rất lớn tạo nên, vốn tôi trông cậy vào tiết mục này có thể công phá tỷ lệ nghe đài cao nhất năm, mới ra còn được, nhưng hiện tại tỷ lệ nghe đài ngày càng sa sút ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài trực tiếp đã rơi xuống 2.1. Lý Hải Hà nói, nếu mỗi chuyên mục bên này đều có 2.1, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. La Bồi Hồng nói, chị, trong tay chị nắm quả bom 4.4, cũng đừng chê cười tôi, Phong Quân là người dẫn chương trình nhân khí tôi từ lấy đài vân Cảng, nhưng người này tật xấu cũng không ít, hắn hợp tác cùng Lâm Tiểu Phượng khiếm khuyết ăn ý, không thừa nhận bản thân có vấn đề, tất cả đều trút ở trên người Lâm Tiểu Phượng. Tôi là muốn mời một vị cao nhân từ chỗ chị qua, diệt uy phong của hắn, tỏa nhuệ khí của hắn, cho hắn một bài học. Loại chuyện này cũng không phải là cô muốn tôi đồng ý là định được, trường hợp hoang vị tất đã nguyện ý. La Bồi Hồng cười nói, tôi coi như chị đã đáp ứng rồi, bên cậu ta tôi sẽ cho người đến hỏi. Câu chuyện đứa trẻ hư đã phát triển đến Vương Lập chết, lần này Trương Đông Thăng giết chết Vương Lập ở trên mạng giành được một mảng trầm trồ khen ngợi, Chu Vĩnh Bình để cho Chu Triêu Dương giấu giếm chân tướng cậu em vợ bắt cóc hắn, lại dẫn tới một mảng thoá mạ không ít người bắt đầu đánh giá bản thân tiểu thuyết cho rằng đây là một quyển tiểu thuyết xã hội phái suy luận xuất sắc mọi người không phải chú ý bản thân vụ án mà phải chú ý vấn đề xã hội phát sinh xung quanh vụ án ví dụ như chu triêu dương bởi vì cha mẹ ly hôn tâm tính sinh ra biến hóa rất lớn tạo thành vặn vẹo trên tính cách ví dụ như nhan lương cùng phổ phổ đứa nhỏ này có đặc điểm chung đều là khuyết thiếu sự quan tâm yêu thương tuy là tiểu thuyết nhưng cũng ánh xạ hiện thực xã hội vạch trần một góc bí ẩn mà mọi người đều biết Chu Xuân Hồng sau khi ly hôn tính cách vặn vẹo, Vương Giao Gả cho Chu Vĩnh Bình lại sinh Chu Tinh Tinh làm sao không phải như thế. Đề tài thảo luận về hung phạm giết chết Chu Tinh Tinh lại lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên, lần này quá nửa đều chỉ sự nghi ngờ hướng về phía Chu Triêu Dương. Đài truyền hình bởi vì bộ tiểu thuyết đột nhiên trở nên rất hot này đã liên hệ với Đài Phát Thanh, hy vọng có thể là một kỳ chuyên đề tiến hành tham thảo hiện tượng xã hội phản ứng nhằm vào bộ tiểu thuyết này. Ngô Đài giao chuyện này cho Lý Hải Hà để cho bà phối hợp công tác với đơn vị anh em. Điều này làm cho Lý Hải Hà có chút đau đầu, đài truyền hình làm như vậy rõ ràng là có ý kiếm chút nhiệt độ, nhưng phối hợp hay không mấu chốt không phải ở bà, mà ở người nắm toàn bộ bản quyền là Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà gọi Trương Hợp Hoang vào văn phòng, nói mấy chuyện này với cậu, Trương Hợp Hoang đầu tiên xin tránh lời mời của đài truyền hình bên kia, bộ tiểu thuyết này cậu chỉ có được bản quyền phát thanh, cũng không tính tiến một bước khai phá bản quyền, cốt quá hóa cùi, nếu lạm dụng bản quyền, rất có khả năng sẽ tạo thành tổn thất không thể đánh đối với giá trị danh dự của cậu về phần phương diện kênh giao thông mời trường hợp hoang thật ra cũng nhận được điện thoại của lâm tiểu phượng chỉ cần lý hải hà đồng ý cậu cũng không ngại đi làm khách quý một kỳ trường hợp hoang thật ra cũng muốn xem một chút tiêu chuẩn người dẫn chương trình chân thật của mình là thế nào nếu cậu ở cùng một chỗ với phong quân có phải làm được càng tốt hơn hay không lý hải hà nhắc nhở trường hợp hoang đài truyền hình bên kia tìm ngô đài ngô đài đã dặn dò chuyện này nếu trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt trường hợp hoan ngẫm nghĩ bảo lý hải hà trả lời là tiết mục của bọn họ còn chưa có phát xong lo lắng thảo luận công khai trên đài truyền hình sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ nghe đài hạ xuống giá trị chờ mong của người nghe chờ sau khi tiểu thuyết phát hết rồi bàn lại chuyện này trường hợp hoan bổn ý chính là cậu tự quyết rất nhiều chuyện xử lý không tốt sẽ khó mà giải quyết lý hải hà thấy cậu kiên trì cũng đành phải gác lại thật ra bà là thực không rõ ràng, chỉ cần trường hợp hoang nguyện ý, thừa dịp lần này đang hot, bản quyền tiểu thuyết hẳn có thể thuận lợi đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, cậu ta lại biểu hiện không có chút hứng thú này, hoa không phải ngày nào cũng đỏ, một khi tiểu thuyết phát xong, nhiệt độ rút đi. Sẽ không có ai cảm thấy hứng thú đối với bản quyền nhiều như vậy nữa. Trường hợp hoang còn xin Lý Hải Hà giúp cậu một chút, người dẫn chương trình kênh văn nghệ tìm cậu mời làm khách quý liên tiếp, đều là đồng nghiệp, đáp ứng người này không đáp ứng người kia thì có khả năng đắc tội với người, cho nên trường hợp hoang hy vọng Lý Hải Hà ra mặt, ngăn lại loại hành vi mời khách quý loạn này. Như vậy có thể bớt đi cho cậu không ít phiền toái. Thật ra bản thân Lý Hải Hà cũng không phản đối hành vi mời khách quý, bởi vì có chuyện của Tô Manh Manh trước đó, trường hợp hoang đi làm khách trực tiếp, đã kéo tỷ lệ nghe đài ca khúc bất hủ liên tục 3 kỳ lên đến 2.0. Thân là chủ nhiệm kênh văn nghệ, ước gì trường hợp hoang đều có thể đi toàn bộ chuyên mục của kênh kéo tỷ lệ nghe đài lên nhưng bà cũng rõ ràng cho dù trường hợp hoang đáp ứng cũng chỉ là hiệu ứng ngắn hạn sau khi tăng lên ngắn ngủi chắc chắn sẽ liên tục đi xuống muốn xoay chuyển toàn bộ xu hướng suy tàn của kênh văn nghệ trông cậy vào một người dẫn chương trình là không thực tế trường hợp hoang cũng không có nghĩa vụ này lý hải hà quan tâm nhất vẫn là nội dung bộ truyện tiếp theo của trường hợp hoang sau đứa trẻ hư cậu ta sẽ phát cái gì lần này có thể liên tục lấy được tỷ lệ nghe đài siêu cao không chỉ bởi vì năng lực chủ trì của trường hợp hoang mà còn có quan hệ chặt chẽ đến nội dung của tiểu thuyết nếu truyện tiếp theo không có phấn khích như đứa trẻ hư như vậy trường hợp hoang cũng sẽ gặp phải vấn đề tỷ lệ nghe đài đi xuống trường hợp hoang bảo lý hải hà không cần lo lắng chuyện hay cậu vẫn có buổi chiều hôm đó kiều thắng nam cũng gọi điện thoại đến hẹn trường hợp hoang buổi tối cùng nhau uống rượu trường hợp hoang đoán chính là chủ ý của lâm tiểu phượng cậu bảo Kiều Thắng Nam không cần khách khí, chuyện đi chỗ Lâm Tiểu Phượng làm khách quý cậu đã đáp ứng, chỉ là hai ngày này cậu cũng bận ghi nốt những kỳ cuối cùng của đứa trẻ hư. Thực không có thời gian ra ngoài, không bằng đợi tới cuối tuần, bởi vì Kiều Thắng Nam đã giúp cậu, cho nên cậu cũng thực khách khí đối với Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam hẹn lại với cậu vào cuối tuần, thuận tiện nói cho cậu Lâm Tiểu Phượng muốn mời cậu vào sáng sớm thứ tư làm khách quý trực tiếp, trường hợp hoang đoán hai người đang cùng một chỗ, nên cũng thoải mái đáp ứng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha